nói chuyện chơi thôi. Cục nước kè luôn cho khỏi nổi. Hồi con họ Thiên không á, lúc đầu tin, nhưng mà về nhà nó gặp chồng, gặp con, gặp vợ, gặp chú, gặp bác, gặp bạn bè, bàn ra xỉa vô, cái cũng không tin nữa. Chứ đừng nói chi mà người lạ, người ta chưa biết họ Thiên, đâu phải là dễ đâu, về trời đâu phải là chuyện đùa, chuyện sanh tử mà. Cho nên nghiệp nó kéo lại, họ Thiên á, mà nghiệp kéo lại cũng nhiều lắm. Xin chào Thiên Tuấn Kiệt. Chào. Ở này đứa cháu với lại đứa con ở tiểu bang Maine tới. Chị Việt Nam hả chị? Để sanh ở Lai Mỹ hả? Nó Lai Mỹ. Ồ vậy hả? Con ruột hả? Dạ. Ngộ quá. À, với lại giới thiệu là nó học về cái ngành của Kiệt học đó. Mình dốt mà mình đâu có học cái gì đâu. Không, trời ơi, coi clip của Kiệt không có bỏ cái gì, nhưng không có bỏ cái nào. Ngồi xuống đây, ngồi xuống. Bữa nay hân hạnh lắm á, lại gặp. Lên trên núi này á, chủ yếu là tham quan. Đó là người bình thường, không có hiểu về Phật hay tâm linh. Nếu mà người tâm linh thì đốt nhang cha mẹ, còn Kiệt có duyên thì gặp, không duyên thì cũng không có sao. Cái Kiệt không phải là lên đây là phải gặp. Thì không phải là star hay là không phải là những người ca sĩ hay là một cái gì đó cần có người gặp nổi danh gì, không phải, có duyên người gặp thôi, hiểu không? Chứ không phải là lên đây là mong phải gặp, gặp để làm gì, gặp coi, cái đó là bất kính đó. À, cứ lên đốt nhang cứ bình thường đi, đừng có cứ để thả mọi chuyện nó tự nhiên, không có gì mà phải. Ở đây là Thiên Cát Quyền. Đó. Ngồi nè. Ngồi đây, ngồi đây. Sợ quay phim hả? Ngăn hơn. Nhỏ này á, lần đầu tiên vô thấy một cái cốt mà cũng hơi lạ đó. Thí dụ như có ông Nhật Phương là cốt rồng phải không? Thầu thai phải không? Đấy, cốt khỉ, cốt đại khái, người con này con kia. Chỉ con nhỏ này á, là cốt hoa mẫu đơn. Wow. Nó là từ một cái cành hoa, nó đầu thai thành nhỏ này. Mà nó là một chư thiên ở tầng thứ 6. Cốt lớn lắm à. Chứ không phải là cốt nhỏ, nhưng mà lần đầu tiên cho phụ mới biết. Mấy đứa mà gần gần á. Cho nên hàng chi nó im im giống như hoa. Hoa mẫu đơn. Wow. Đầu thai. Tại vì hoa cũng tu rồi mẹ quá ra thành chữ thiên. Ở trên trời nó cũng là con gái. Tưng cao mà. Cũng cao. Nên nhỏ này cũng nó im im vậy. Thành thì nó hoa. Còn mấy đứa cốt này cốt kia nó dữ lắm. Con ngồi đi. Hoa mẫu đơn. Cảm ơn sư phụ. Cho nên con có căn tu á. Ông Phật Thích Ca xưa cũng có ăn kiếp là hoa sứ gì đó. Cho nên chúng ta cũng từng trải qua những cái kiếp bông mà, hoa bông mà. À, mẫu đơn. Nay được
này con hai ngày con chưa được gặp. Ngồi. Lại tụi mình xuống tôi lại á, vừa mất phước gắng chịu á. Tụi không thấy ai lại mình hết trơn á. Tôi mang sắc phàm ai cũng giống như ai. Cho nên đừng có mê tín quá rồi không có tốt. Chứ đi theo cha theo mẹ về trời, theo kinh của Thiên Tâm. Quan trọng là phải giữ vững lòng tin, chứ không phải cứ chạy theo mê tín. Chạy theo kinh điển thì tốt, còn chạy theo minh dương thiên tử đồ này nọ mấy cái đó mệt lắm. Tên là Thi Ngọc Diễm, sư phụ muốn nhờ con hỏi sư phụ là mình tu tập hay hồi hướng cách nào để giúp cửu hiền của mình biết cha mẹ và được siêu thoát, không phải bị đọa nữa. Thì cửu hiền con á, con muốn ở lại thế gian, con có đưa tòa sen xuống rước, họ không thích đi, họ có không thích đi. Còn mà nhiều đời nhiều kiếp, tất cả nhân loại đều là anh em cha mẹ của chúng ta, chứ không phải chỉ có cái kiếp hiện tại không. Nên có cái duyên của một cái kiếp này thì là kiếp này thôi. Cái thần hồn á là của ai ra người đó. Mình không có tu dùm, mình không có xin dùm, mình chỉ có hồi hướng dùm cho họ thôi. Thì cũng là tốt, hồi hướng với cửu quyền rồi là tốt. Còn giờ mình nói mình tu dùm cho họ, chuyện đó không bao giờ tu được, nếu tu dùm chắc chảnh sư phụ tu dùm cho mấy con đâu cần phải khổ cực xuống đây lùa từ đứa. Rất là lùa mà lùa không được còn bị chửi nữa. Đâu có ai tu dùm ai được. Ai làm tội thì có cái nghiệp riêng của người đó. Ai làm thiện thì có cái đức, cái phước báo riêng của họ. Nhưng mà mỗi ngày mình nên hồi hướng cửu quyền khi đọc kinh đồ, để làm chi? Thứ nhất là mình giữ được cái giới luật là hiếu trả hiếu. Thứ hai, cửu quyền hồi lúc sống cũng chưa có biết tu, thì khi mà ở bên thế giới bên kia đó, họ cũng nghe người thân của mình hồi hướng cho họ, rồi từ từ cũng chuyển tâm cho họ. Sống sao chết vậy, sống dữ cũng thành ma dữ, sống hiền thì thành ma hiền. Cho nên ông bà tổ tiên mình đâu phải ai cũng là hiền ông đâu. Mỗi tuần cái mình quay diện họ gan tiếng cái clip. Trời, thời buổi này truyền tin cũng đã nhiều rồi. Giờ chỉ cần chờ cuộc phim chấm dứt thôi. Phim đang chiếu khúc chót rất là hấp dẫn. Bữa nay mấy chiếc bỏ bom của Trung Cộng nó bay qua bên Nhật nữa. Căng dữ lắm rồi, căng như bánh phồng rồi. Con nhìn Trang đó là Talking Lost Girl. Cũng có câu hỏi về Bác Hồ với sư phụ. Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm. Xí hỏi hả? Không có lên ca hả? Đâu có, mình dạy cho họ thiên lên ca. Tại vì tăng ni là cha mẹ đại diện cho Phật. Tăng ni có quyền ca thì mình, tại sao mình không có quyền ca? Hả? Không nên hả? Yeah.
tăng này đại diện cho Phật, con của Phật, thì con của Phật cả đóng càng gì, mình cũng là hàng đệ tử. Phật có dạy là khi Phật nhập diệt đó là phải theo tăng ni, phải không? Tăng ni dạy gì chúng ta nghe đó. Thưa phụ, các em đó muốn hỏi là vì sao Bác Hồ nhận lệnh của cha để xuống xã nghiệp cho nước Việt trong 80 năm theo hợp đồng đã ký? Câu đó gài. Bác Hồ có nhận lệnh, Bác Hồ là con của Satan, con của quỷ. Giữa hai cái thế giới lưỡng cực ở trên trời gọi là thiện thần và tà thần. Chứ bác không có nhận lệnh cha nào hết, nhận lệnh của quỷ xuống để mà tàn sát nước Việt, bán nước Việt cho các Mác Lênin, cho thế giới vô thần, tam vô 100 năm. Rồi từ bữa tới giờ thì dân Việt bữa nay đến lúc mà sự thành công của đó, cách mạng nó thành công á, Việt Nam 1905 nãy mới tăng ni ca đó thì rất là thành công rồi. Thì thành công nhìn lại đi, thành phố buồn, thành phố ma thì có chứ thành công. Ở cái thế giới của mình, để Hồ giải thích, cái này không phải là cõi của tiên của Phật, cái này là nhà tù. Con thấy nhà tù Khánh Chí Hòa ha, trại Nam Hà, Hà Nam Ninh, Bắc Việt Nam, hay là Kinh Làng Thứ Bảy ở miền Tây, cái đó là thiên đàng hay là nhà tù? Các con nói hả? Tù. Nhà tù thì cái trái đất này cũng giống như là Kinh Làng Thứ Bảy, Khám Chí Hòa, trại Nam Hà, trại Đầm Đùng, trại gì ngoài đó đó. Chúng ta là chư thiên, chúng ta sống ở trên trời sướng quá, Phật Bồ Tát ở trên trời dạy chúng ta lì không nghe, cứ nghĩ tuổi thọ trên trời nó lâu, nên chúng ta không có chịu ngồi nghe pháp, không có chịu ngồi thiền, tối ngày cứ đi bay nhảy rồi đi chơi không à, hưởng không à, tắm ao sen đủ không? Thì từ đó chúng ta khi hết phước, chư thiên hết phước, bông hoa người đồ nách đồ nó hôi vậy đó, rồi mới lót rồi rớt xuống trái đất thì nó muộn rồi. Khi xuống trái đất này á, thì cái trái đất này của ma quỷ nó bịt mắt bịt tai. Ở trên kia chúng ta có thần thông nha, có ngũ nhãn lục thông đàng hoàng, mình không có lậu tận thông như Phật. Nhưng mà khi mình mất á, ma nó cũng có ngũ thông á, thì huống hồ trên mình là chư thiên mình đều có ngũ thông. Thì con nghĩ cái thế giới này là thiên đàng hay là bà mấy cái nhà tù mình vừa mới nói. Thế nên cái chỗ này á, phải cần có Bác Hồ, phải cần có những người ác, phải cần có những chồng vũ phu đó, ăn hiếp mấy vợ đồ không, hoặc là phải có những chồng ngu, rồi có mấy vợ khôn, rồi từ đó gia đình không hạnh phúc thì mới có người chán bỏ đi tu. Thì cái duyên nó như vậy, những chư thiên sườn thường xuống đây á, là bị nghịch cảnh, nghịch duyên. Ví dụ những đứa họ thiên, nó là một chư thiên nó xuống đây, mà khi đi về nhà nói chuyện lại với ba má hay là anh chị em, thì anh chị em á, là cốt bình thường lắm, không phải là trên trời xuống cửu quyền hay là có thể là thú đầu thai lại nữa. Tại vì mình chỉ mượn cái bụng mình chui ra thôi. Thì lúc đó không có hiểu họ thiên. Thì khi họ nói theo cái trình độ đó, thì từ từ á, cái chư thiên đó đó cũng bị siêu lòng, rồi lại bỏ cha bỏ mẹ. Thì nếu mà không, nếu mà giữ vững lòng tin á, với Thượng Đế á, thì một đời này đi về trời rất là dễ. Còn nếu không giữ vững thì phải đi 2-3 vòng. 2-3 vòng là 2-3 lần tái sanh nữa. 2-3 lần tái sanh không biết mình có phước thân thể không, có bệnh tật không, hay là đầu thai vào những cái nước mà gọi là không không có tâm linh, không có biết về tôn giáo rồi đó, đó cũng đi cũng mệt luôn á. Thử đầu thai qua bên Trung Đông đi, sống bên đó không có cây cũng không có, toàn là cát bụi với ăn cái gì đâu không, có người cái chiến đấu nhau giành Chúa không. Mình cần có những người giữ để mà mình mới thấy chán nản cái cuộc đời quải, mình mới quay với Phật. Chứ bình thường á, năm loại mà dụ nói loại là mã tấu, trong đó có loại nhà giàu sức mấy mà ngồi nghe kênh Ngô Tấn Kiệt Official nghe chán chết, nó nói khùng không ảo
Trong khi mình thương họ, mình thấy họ ảo, họ nói mình ảo, thì ai ảo ai thật? Ở đây gần có biết bao nhiêu những người thân của Kiệt. Lúc bình thường lên núi, mấy bà chị dâu nè, rồi bữa mấy ông chú, mấy ông bác rồi Việt Nam rồi chết á. Bình thường á là nghe con rồi cái giũa mình, chết rồi cái hồn bắt đầu mới biết. Xin lỗi Kiệt nha, lúc tôi sống tôi không tin ngài là vậy á. Mà cái dông đâu được lên núi. Ở dưới kia ông Sơn Thần với Xích Long, Mạnh Long với mấy ông Rồng mới nói là cái đó là người quen của ngài cho lên không. Sư phụ ra lệnh cho lên á là mới lên núi ngồi đứng ngồi tiếp chuyện được. Mới muộn rồi, không lẽ phải chờ mất cái xác phàm thì đâu còn cơ hội. Thí dụ như còn cái xác phàm nó khác nhau lớn, lên trên núi quy y lấy hội thiên thì lúc chết á, có cái hội thiên, có phải là đi cái là đi về không? Đã không có hội thiên không có về trời được nha, bảo đảm á. Nó mất cơ hội nhiều lắm. Nhưng mà toàn là thấy tức cười lắm. Giống như hồi bữa có kể chuyện ông Nhất á, ông ghép mấy cái ghế này cho mình ngồi nè. Ổng không có tin, nhưng mà thụ thương ổng thôi. Trinh nó cũng biết ông Nhất phải không? Ừ, đây ai mà không biết. Ổng lên ông làm việc trên núi rồi. Ông chết cái đây chừng 2-3 tháng. Cái bữa ông chết đi cà bang bang tới. Xin lỗi nha, tôi không biết. Không sao, không biết không có tội phải không? Chứ đâu có chấp đâu. Nhưng mà mình đã lộ cơ mình nói thì lúc còn sống là tại sao không muốn biết, là vì cái ngã. Nó cũng y như mấy thằng giàu ở Việt Nam vậy, y như mấy ông bộ chính trị, cái đầu bự á, cứ nghĩ là mình mưu mô tính kiểu nào. Cách đây trước khi Covid nước Việt đâu có tàn tạ như vậy. Bây giờ mình đã nói nước Việt càng ngày là bốn cái núi nó ép lại mà. Ép đến khi nào mà dân á mà đói mà lăn la lấp đầy đường thì lúc đó muộn rồi. Mình thương nước Việt, mình lộ cơ, mình báo động trước, những gì chuyện nói đều sẽ xảy ra thiệt hết. Cái mà thiệt cuối cùng á là Đức Thầy sẽ xuất hiện. Thì sẽ về Việt Nam á, tại vì cái núi Cấm á, mới là cái núi thật sự. Còn cái Thiên Long Sơn ở đây mình nhìn thấy á, chỉ là cái thao binh luyện võ thôi à. Còn cái hẻn 500 người á, cũng là một cái nơi quân trường huấn luyện thôi. Toàn là huấn luyện không à. Cái hẻn nó cũng như quốc gia phải không. Cái núi Thiên Long Sơn cũng giống như núi Cấm vậy đó. Về sẽ xây khủng khiếp núi Cấm. Cấm không cho bán đồ mặn ở trên núi Cấm, không cho bán thịt chó nữa phải không. Thì từ đó mấy chư thiền mới tụ về, chứ giờ chỗ ở trên đó nó cũng y như là cái chỗ du lịch, nó quậy nát luôn. Sư phụ mà về hả, làm sạch cái núi Cấm luôn, không có đồ mặn trên đó, cũng không có cho bán thịt chó trên đó nữa, không có mấy cái nhà trọ mà kiểu mà đem bồ đem bịch vô. Tại mấy vị nói dân An Giang không bao giờ giàu nổi là tự vì họ phạm thượng. Họ chờ ngày về để mà làm sạch cái núi Cấm lại. Đức Thầy nói vậy á. Thầy nói á, chuyện của con làm không phải là Thiên Long Sơn này, là cái núi Cấm là thủ đô của con trong tương lai. Kinh đô. Tự nhiên để hai cái bánh ngay trước mặt. Bữa nay ngày lễ của Mother Day hả? Đúng ra mấy con á, mà biết Mother Day á, lên trên đó để cái đốt nhang đi rồi bưng xuống. Còn cái này mà đem lên đây á, mà để cho nhóm mình không á, thì họ cảm thấy nó cũng hơi khó chịu á. Làm cái gì á, làm cái gì á cũng phải suy nghĩ. Thì bởi vì mới nói phải có trật tự. Trời ơi, họ thêm bi chí dũng đó. Họ thiên chúng ta đó là những cái mầm non, những người chiến sĩ đầu tiên thì thường nó hơi khó khăn phải không? Nhưng mà giống như mình
tấn công vô thành giống như phim vậy đó. Thì những chiến sĩ đầu tiên là những lấy những cái xác người để mà làm cầu thang cho đồng đội sau này lên. Thì chúng ta phải có cái tình đoàn kết, cái tình thương. Và khi sư phụ còn trẻ, già ông già, trẻ ông trẻ, kiểu này á, cái này là original, không nhuộm tóc, không gì hết. Thì có những đứa đệ tử từ cái tình cảm hâm mộ trở thành tình cảm riêng tư. Thì sư phụ nên môn Phật xin tha để lại dùng tình cảm đó mà thương huynh đệ tỷ muội để mà phát triển hội thiên để có công đức. Cái đó là cái bình thường của thân phàm, sư phụ biết hết. Sư phụ là Bồ Tát, sư phụ không phải là người phàm, ai nghĩ gì sư phụ biết, đúng không? Thì sư phụ hôm nay nói cái đó để mà nhắc nhở, để chúng ta được đi về trời. Cha mẹ được vui, chư Phật được vui, các chư vị được vui. Cần phải lặp lại câu đó không? Lấy tình cảm ngưỡng mộ thành là biến thành tình cảm đầu tiên là những người á, mà tình cảm ngưỡng mộ, rồi sau cái từ từ cái thành tình cảm cá nhân với sư phụ á. Thì sư phụ xin tha để mà sư phụ làm xong cái nhiệm vụ ở cõi trần đời này cho nhân loại, cho cái đạo được trọn vẹn, cho cha mẹ được vui. Dùng cái tình cảm cá nhân mà dành cho sư phụ á, thì dành lại cho huynh đệ tỷ muội để mà mình phát triển cái đạo, để chúng ta cùng lên thiền bát nhã đi về, hiểu không? Nếu không bị lọt sổ à, đừng nói cho bọn có nhắc nhở nghe. Đức thầy có câu gì vậy? Đức thầy có câu gì? Nói gì ý nghĩa sao? Trời ơi, nãy giờ không hiểu. Hồi xưa Đức thầy còn trẻ cũng có người cua ổng đúng không? Đức thầy nói câu nào? Tức là trong cái tình thương ta rất khó, tình yêu rất mặn nồng, yêu đời dành tới nó trong. Nói lớn lên đi. Đó là lịch dập dịch lại câu này cái tình yêu gì? Ta có tình yêu rất mặn nồng. Ta có tình yêu rất mặn nồng. Yêu đời yêu vật lẫn non sông. Yêu đời yêu vật lẫn non sông. Yêu người yêu lẫn cả non sông. Yêu người yêu lẫn cả non sông, cái gì nữa? Tình yêu không phải cho nữ giới. À. Mà cái này tình yêu này cho sư mẫu thôi. Yêu cả nhân loại. Cái này đệ tử Đức thầy nói khác nha. Là ta có tình yêu cho đại đồng thiên thâm, không còn dư cho ai hết. Hết luôn, gấm ngọn không? Hết rồi, còn gì nữa đâu. Xả láng rồi, có đại đồng thế giới rồi, không còn nữa. Cho nên từ ngưỡng mộ mà thành ra cá nhân này, làm ơn biến chuyển lại thành cho tỷ đệ huynh muội được nhờ để mà cùng nhau đi về phục lệnh với cha mẹ là quan trọng. Thật sự hội trên trời á, cái tướng cũng cực kỳ đẹp trai, nhưng mà không phải già kiểu này. Chắc ở trên chưa có biết yêu, ở trên thiên tử có chút xíu à, tái sanh lại mà. Tái sanh lại thì theo cái thân phàm mấy chục năm thì nó bèo kiểu này. Chứ bây giờ nhìn cái mặt của sư phụ với nhìn mặt cha đi, mặt của sư phụ còn già hơn mặt cha nữa, đúng không? Cha mình là tạo ra mình là bao nhiêu tỷ tỷ tuổi. Thế gian này nó y như là cái màn kịch, như là phù du vậy. Mà nhiều người cứ nghĩ nó là thật thì bám vào nó. Trong mắt sư phụ á, hiện giờ những cái hành tinh kia, xác phàm của sư phụ cũng đang hoạt động ở bên đó. Ở trên trời hiện giờ sư phụ cũng vẫn đi đứng, rồi vẫn nói chuyện với cha mẹ trên trời. Còn cái mà đang ngồi mà chót chót hiện giờ chỉ là giống như tài thiên thản cộng tóc ra vậy. Chỉ là một cái DNA nhỏ nhỏ thôi là nó chiết thân, nó ngồi kiểu này rồi. Nên ban đêm á, ai mà có cảm ứng mà thật tâm á, mà có nạn á, cứ kêu Thiên Tấn Kiệt, thì lúc đó Kiệt sẽ chiết thân bay tới. Nhiều người được lắm. Hồi xưa Bác Cười giờ ông Bác, ông đâu có biết mặt sư phụ đâu. Cái tối sư phụ đi với mấy ông hộ pháp của mình mà mấy con đang cúng nặng á,
cái đi vô nhà chị á, ngày mai phải vẽ ra cho xong cái hình của mẹ cho tôi. Bảo quản hồn á, phải vẽ. Vẽ tới qua tới bữa đó, qua ngày thứ bảy sáng chủ nhật. Bây giờ chủ nhật cái chuyện gì không biết. Cái thù chào nhà ông bác lần đầu tiên gặp bà nhìn bảo quản hồn. Bà nói trời ơi sao mà hôm tôi thấy bây giờ gặp. Mà lúc đó bà vẽ ra cặp mắt của mẹ rồi. Thì cặp mắt của chú Hồ giống giống mắt mẹ. Chiếc thân mà chiếc... Ừ, lần đầu tiên hỏi đi bữa nay ông bác không kể. Cái người đầu tiên vẽ chân dung á là trong cái điển băng đêm á, thầy Hồ đã ra lệnh rồi, đã đi tới nha. Gặp rồi. Hồ có thể đứa nào mà có như có cảm ứng, Hồ có thể đi vô nhà được á. Mình nói nó hơi lạ, người ta khó hiểu. Bởi vì mấy người mà đột xuất nghe vô cái clip 226, 27, người ta cười bể bụng, ta đâu có biết. Hỏi thầy, thầy nãy nói nãy kêu tên thầy là thầy xuất hồn tới kêu kiệt được rồi thầy, kêu như thờ, kêu kiệt được rồi, kêu gì thôi, thầy có thắp nhang những thầy kêu kiệt thôi. Mày kiệt rồi tới đây làm cho tao trúng số rồi để cho bà mà trong vô vi kìa, phải thật tâm mới cảm ứng. Kêu mày cũng được, kêu kiểu cũng được, kêu kiểu nào cũng được, dễ. Làm sao biết xuất hiện đã nói thôi, cảm ứng có nghĩa là con người phải hiền, phải biết tu chứ không phải là ai kêu cũng tới rồi đó là điên rồi. Phải biết tu, phải hiền, phải làm cái chuyện gì kinh duyên kìa, động tới lòng trời kìa. Sư phụ trên thiên long trên trời với cõi Phật nó khác nhau này. Yeah. Ok, cái này lên trên mạng đừng có nói giỡn trời, muốn mấy cái đó bấm Google cái là giải thích quả trời luôn. Khác chứ. Bây giờ ở trong nhà một người mà làm cho anh đau khổ là anh đang sống địa ngục. Còn anh chị em hay là vợ anh mà làm cho anh sung sướng là anh đang sống thiên đàng. Thì cái khác nhau ngay trong nhà mình đó. Thiên đàng hay địa ngục nó ngay tại cái phòng ngủ của anh luôn đó. Đâu có cần gì phải xa. Trời nóng này mà đi tàu mới đã rồi ta. Xuống dưới mình thả chiếc jet ski xuống mình lạng phải không? Rồi tắm nước muối rồi á, cho mặt ngân nó bị cháy đen cho nó sợ. Nó sợ nắng mà nó ra biển nước mặn nữa, trời. Bữa hở cái mắt kiến thụ về toàn là muối không à. Tại cái xương mà ở ngoài biển cầu gôn gây nó cũng là nước muối. Nhưng mà về lắc sao mà ngủ quá trời ngủ. Tới bữa nay cũng còn ngủ nữa. Không có, tại nó lắc rồi cái nó dẻo gân cái gì. Thằng chuyên quá vậy, không ai là trì dễ thở nè. Sao mà hả? Ô giỏi, thằng nhỏ này cũng biết, thì có giỏi. Con giỏi á. Nó làm đúng rồi, giỏi. Sao con không đặt cái bánh đó, nó làm cái dấu thiền tâm luôn phải không? Nó chỉ cần làm cái dài đây nữa. Tự nhiên nó trái tim không? Kêu nó chế thêm, móc hai cục bột đắp lên nữa. Dạ, yeah, à. Đâu có gì đâu, khó. Ok, giờ con ra con làm gì đây, cắt bánh mời đi chứ để đó hồi tự nhiên đi. Chuyện chú Hộ làm gì, chú Hộ làm mấy con làm gì, mấy con làm. Rồi giờ cả đóng ngồi đây chụp có cái bánh nè, qua đây. Có cái bánh nè, mời cái máy luôn. Rồi ngồi đây. Ở đây chụp ra là ngồi xung quanh đây nè. Các bà chủ thôi chứ đâu có các ông được hả? Ông luôn. Kiếp trước ông có làm đàn bà vậy?
Nó phải kiếm này không đâu. Lớp ngồi lúc đứng mới đủ hết. Ngồi đi. Mấy bà ngồi đi, không chịu ngồi đứng. Ngồi với qua mẫu đơn. Cái chân, cái chân, cái chân. Lấy nón ra. Sao nó tới vậy? Xích dơ chút nữa. Chụp cái máy dưới. Không, cái máy dưới, đừng lo máy trên, hai máy này nè. Rồi. Rồi gắn đi, gắn bánh mời đi. Vừa chai nước lạnh rồi. Vừa chai nước lạnh rồi. Lạnh gì? Ngồi đó đây. Yên tâm điều chuyện. Ở Phò Đa qua còn con trai thì ở trong tô đây. Đó là đạo ông giáo không? Cái lấy cái thánh giá cái hàng vào trái tim phải không? Dạ con phải đạo ông giáo không? Không, đạo Phật mà mình là lấy thánh giá cái hàng vào trái tim. Mình mướn á, tức là lấy Chúa hàng vô với Phật cái thành cái yên tâm mà. Rõ ràng luôn cái dấu hàng nè. Bây giờ thấy à, mánh mông dễ hả? Mình mướn thợ làm thôi. Không phải, là cũng tốt chứ không có gì. Dạ. Bây giờ mình lấy Kiệt Ngô mình cộng với Chế Sơ Thành có yên tâm rồi. Ba mẹ con làm lễ thì làm mướn một thợ làm ba cái tượng này. Nó mới tìm dạng làm với ợt cho nó online bán quá trời. Dạ. Nó online bán nhiều lắm rồi. Cái này gì đây? Dạ, công tình ở đây. Ở này Việt Nam làm bền á. Nó có loại material ở Việt Nam nghe được cái clip này á, tìm cái loại material gọi là thanh trần á, nó sẽ chịu được cái sức nóng tới 6-7 ngàn độ á. Còn cái này thép sắt đồ á, cũng còn dở. Thanh trần. Thư con khỏe không? Để thư ụt biểu vậy. Bữa giờ con tu cỡ nào vậy? Bữa giờ con tu tới đâu vậy? Ngồi ngồi á. Bữa giờ tu sao vậy? Có tu không? Có. Con làm gì? Tu làm gì? Làm kể nghe thử. Là tay sư phụ. Dạ con ngồi thiền mới đọc kinh. Kinh gì? Dạ kinh Đăng Nghiêm. Nghiêm hả? Mà con có nghiêm không?
Đọc xong rồi có nghiêm không? Cố gắng. Nhưng mà hỏi anh Công nha, hai cái bánh này á, có tiền con bỏ vô mua không? Có. Hay quá. Bữa nay nó mở compassion á, lên từ từ. Chứ nhỏ nó chùm sò lắm, một tụi nó cũng khó mà. Bữa nay nó mua bánh cho mẹ là nó không giỏi á. Trời ơi, phụ chứ hỏi như đó, biết con có tu rồi. Được rồi, Dũng. Trời ơi, giỏi thiệt á. Rồi Thu rất là mừng con tiến bộ rồi đó. Rồi đi về chỗ con. Đói thôi, kêu nó mua xe đi làm. Mà nó kẹo mà nó không cho mua. Nó đi ké với nhị hoài. Mà ké gần cả năm thì ghen nó muốn chết. Hầm ghen. Anh đây đi làm thằng mãi á. Trời đất ơi, tôi muốn nhức đầu với nó luôn. Hồng nhỏ nó dữ lắm, nhồng mà nhỏ mà hay cúng á. Bữa nay bánh của anh Thư mua chắc ăn ngon dữ lắm. Ít đường á, ít đường chắc nó discount á. Rồi bánh anh Thư mua. Ở đây á, còn ở xa ở gần nó cũng không có quan trọng. Tại vì Phật với cha mẹ là ở trong tâm chúng ta. Quan trọng nhất là mình phải sửa đổi kìa. Chứ không phải là theo cái chiều hướng. Rồi chạy theo thiên tâm, rồi thiên tử giáng trần, rồi đại khái mấy cái đó. Mấy ông thầy Tây Tạng cũng đều là những dạng tái sanh. Việc này cũng là dạng tái sanh. Cũng y chang như mấy ổng. Chỉ có hai cái khác nhau. Là mấy ổng tái sanh tu thì tu tu. Mấy ổng tu cả triệu kiếp. Thì đã tu cả tỷ kiếp trước hơn rồi. Thì hôm nay kiếp này không có đủ thời gian để tu. Cho nên mặc áo đời vậy thôi. Chứ chúng ta đều là tái sanh hết nha. Không ai hơn ai hết á. Nên họ thiền á là phải về nhà ngồi thiền đọc kinh. Giống như mấy đứa đệ tử họ thiền đây nè. Không có cần phải chạy theo thầy, cũng không phải cần chạy theo một nơi nào hết. Tự ở nhà mình để hình dấu thiên tâm với hình cha mẹ, rồi đọc cuốn kinh ngồi thiền. Cứ thế mà đi về trời thôi. Còn mà chạy vòng vòng á, vô chùa á, là bị mấy ông thầy bỏ bùa bỏ ngải á, là lúc đó đầu óc khùng khùng, không khùng mà điên cũng không điên. Có bao nhiêu tiền móc hết á, thì lúc đó gắng chịu. Anh thiên tâm á, trong lúc này chỉ ở một chỗ, không có nên chạy theo nhóm, không có nên chạy theo ông này bà nọ. Không có ai mà giỏi hơn Thượng Đế, không ai giỏi hơn Phật hết. Mà cha đã kêu ở nhà, tại thời nay ma quỷ đầy đường hết. Mặc áo vàng đẹp trai rồi ăn nói ngọt đổ không. Nãy giờ có đốt được mấy cái nhang lại. Còn ông ngồi nhang. Sao luôn. Lên đó rồi hả? Dạ. Mới lên tới đó đốt nhang mới đọc vài khúc kinh sám hối mà không có thời gian nên lại xuống này nghe. Giờ chút nữa con ngồi đây ăn bánh rồi con đi thắp nhang. Đó là tự nhiên lắm sao? Tới thắp nhang đây rồi mới lên trên kia thì cũng mua bông mua trái lên thì cũng có người bợ giùm mua nước còn đang lắp nữa không biết tự phải hỏi để đâu để
Ủa có ai ngồi tuốt nắng vậy ta? Mỹ à? Ờ dạ hả, để nó ngồi đi. Tới đây nó bị đứt lỗ tai còn. Anh không có hiểu. Để cho nó ngồi đi. Nước Việt hiện bây giờ là mấy cái clip mấy tuần trước mình có nói là có bệnh thì bệnh bây giờ có rồi phải không, bệnh có phải không, và mình nói sẽ có chết đói thê thảm. Giờ họ đứng hai bên đường cả trăm người không, mà sẽ có nhiều chết đói nữa. Dạ. Nó không phải chỉ đơn giản tự gì giống như bị hành căng vậy, hành đến khi nào mà mấy đại ca đó là biết là cơ trời không có kéo tay lại á thì lúc đó quả mai Đức Thầy xuất hiện. Còn mà cứ lì quá là dân chẳng những hai bên đường mà tất cả các nẻo đường luôn nữa, bây giờ sẽ đi đến độ đói. Còn Trung Cộng trước sau cũng sẽ chia năm sẽ bảy, ai mà ôm khúc gỗ mục thì chìm chết chung. Theo Mỹ thì còn được đô la đồ phải không, kinh tế đồ phát triển đồ, theo Trung Cộng là thấp. Nhưng mà tự gì đã thời nguyền rồi, 16 chữ vàng hay 18 chữ vàng vậy đó, sông liền sông, núi liền núi vậy đó, rồi thôi gán giữ lời thời đi, anh yêu em suốt đời đi. Ở đây ngoài đời mấy con đừng có thờ kiểu đó nha. Thờ kiểu đó một người mà có phước về trời về không được á, phải ở lại á, rồi người dưới địa ngục. Về trời thì khó, nhưng mà xuống địa ngục thì dễ, thôi chúng ta xuống địa ngục chung. Cho nên ở thế gian mình đừng có thờ thốt gì hết trơn á. Hôm nay bác Võ Văn Giáp mình được nay là phong một cái ông thần ở tỉnh nào ta, Bắc Bình hả? Hồi nãy ông tướng Võ Văn Giáp mấy vị nói bữa nay được phong thành thần, ông thần local Bắc Bình, tỉnh gì ta? Mới giờ nói quên này. Bắc Bình, Bắc Bình gì đó, ở ngoài miền Bắc á. Chắc Thái Bình. Còn bác Nguyễn Văn Thiệu của mình được giờ cũng phong tướng ở vùng Phan Rang, nguyên cái Phan Rang là ông Thiệu là được phong thần ở đó. Bữa hôm ông có ở đây nè. Cái mình hỏi ông Nguyễn Ngọc Kỳ, cái mấy vị nói ông Nguyễn Ngọc Kỳ á đã đầu thai lại một năm rưỡi rồi. Cho nên hiện bây giờ mà ai mà đẻ ra đứa con khoảng 6 tháng á, đó là Nguyễn Cao Kỳ. Tại vì ông đầu thai 5 rưỡi nó rồi, 9 tháng trừ 5 rưỡi là 7 tháng. Cho nước thằng boy nào mà 7 tháng mà cái tướng mà cái mặt nó mà giống như dê gái rồi đó là đó ông Nguyễn Cao Kỳ đầu thai đó. Không. Nhưng mà ông đầu thai cũng ngoài miền Bắc, chỗ cái quê của ổng á. Ở chỗ đó đó là ông Nguyễn Cao Kỳ. Tại bữa nay hồi coi lại hết tổng quát của mấy ông nội này bữa đâu, tại bữa hổm thiếu Nguyễn Cao Kỳ thì bữa nay mình mới biết là ổng đã đầu thai lại rồi. Đúng năm rưỡi, chứ nghe là giờ thành ra đứa nít 7 tháng. Chỉ có ông Thiệu á, là đang là thần ở vùng Phan Rang. Còn Võ Nguyên Giáp á, ông Trần Đại Quang thì cũng là một vị thần ở núi ông Mai Hắc Đế phải không, hồi xưa có nói rồi. Thì ông Võ Nguyên Giáp, cái mình hỏi cộng sản chết sao thành thần. Cái đó là tự vì xã hội của mình, người đời thì mình nói cộng sản quốc gia, nhưng mà bề trên á tính theo ai mà bán nước á, đó là con của quỷ, mà ai mà có tinh thần dân tộc thì vẫn được tra thưởng như thường. Không, ở bên kia không có hàng ngũ quốc gia cộng sản, nó ngộ vậy. Cái đó đại từ bi, làm từ bi của hả, làm từ bi của cha à, thì trên thượng đế tính kiểu như vậy.
Cho nên mình đừng có nhìn cái mặt đời mình nó cộng sản, mình ghét họ không phải. Nhưng mà Hồ Chí Minh ở địa ngục là thiệt. Tầng 66 luôn. Bóng tối cực kỳ. Muốn rời khỏi cái đó là hồi xưa sư phụ phải nhờ ông Sơn Tinh Thủy Tinh á, thằng núi bà gì á, escort ông lên, tức là kè ông lên, ông mới được lên. Nhưng mà gần đây xin cho ông ra. Xin cho ông ra. Ra nhưng mà giống như Khám Chí Hòa mà ở chuồng cọp. Chuồng cọp lâu ngày sợ ông đi đứng không được, cho nên chờ ông ra vòng vòng nhưng mà vẫn còn trong Khám Chí Hòa. Đỡ hơn chút. Đỡ ông ra để làm chi? Ông ra để ông xử cái xác thúi của ông. Chứ trồi lên sụp xuống là một cái cực hình. Có nghĩa là chết là phải mồ mã đẹp. Mà cứ bị trồi lên rồi sụp xuống, trồi lên sụp xuống, trồi giết á. Ông ở dưới ông chịu không có nổi. Ông nói tụi mày á, lấy cái thân tao cũng làm tiền đó. Tao không có mặc đồ gì trong đó là đưa cho người lên cực hình má, tra tấn là trồi lên sụp xuống là vậy. Tại vì cái lăng á, mỗi ngày phải lặn xuống, phải nổi lên mới cho người ta tham quan á. Thì cái đó là cực hình. Thì vừa cứu ổng nha, ổng có đặt điều kiện với sư phụ. Lòng sư phụ là từ bi, trong mắt sư phụ không có cộng sản quốc gia ở đây. Mắt sư phụ chỉ là một cái nước nghiệp á, là xã nghiệp. Cái sai của ổng rồi, cái sai của em Út bây giờ. Thế giới này, nếu mà tính lại, nơi nào có Phật Thánh Tiên Bào Thai thì nơi đó là đang được cứu. Còn cả cái gọi trái đất này, cả nơi đây chúng ta ngồi cũng không phải của người Mỹ, cũng là mọi da đỏ. Nước Việt Nam nói cho cùng á, hồi xưa chỉ có 3 tỉnh ngoài Bắc thôi, Lạng Sơn với cái gì thôi, chưa có vô tới Huế nữa. Sau đó đó, tới thời của Nguyễn Hoàng với Trịnh Kiểm á, Trịnh Kiểm sợ anh rể chi xác á, thì lúc đó thì ông Trạng Trình ổng mới nhìn bài kiến đó, ổng mới nói là Hoành Sơn Dạng Đại, Hoành Sơn Nhất Đái Dạng Đại, Dạng Đại Dung Tân. Thì từ đó mình mới phát triển vô tới Huế, không? Thì lúc đó là chính chúa 13 đời vua của nhà Nguyễn lập ra cái đó. Rồi sau đó đó, những đứa con cháu của Nguyễn Hoàng, tức là Nguyễn Hoàng có công lớn nhất, đúng không? Cái gì người đầu tiên là quan trọng nhất. Thì từ đó con cháu Minh Mạng ha, rồi tới đầu tiên là Nguyễn Hoàng, rồi tới Nguyễn Ung, rồi Nguyễn đó, thì những vị nhà Nguyễn đó mới đi dài xuống, rồi dài cho tới mũi Cà Mau ngày hôm nay. Cho nên thật sự cái nước Việt Nam á, nó có nhiều nghiệp quá, giết người ta nhiều quá. Làm gì mà phải đem bốn cái đầu mới được lãnh lương về nấu cơm cho gia đình ăn. Đâu có phải ác như vậy. Thì từ đó đó mình mới biết được. Để sau này Đức Minh Mạng Ngài mới trình với lại Ngọc Đế để mà xin Nam Triều mất nước cũng là tại tôi. Hôm nay biết lỗi tôi rồi, cầu xin Ngọc Đế rồi giảm ân cho trời. Còn Minh Dương thì ngủ ủ ê đó, đây gần đó. Cái đó Đức Thích Ca cũng khóc để mà xin với Ngọc Đế để cứu trần. Ồ, ngay cái thời đại năm 2023 này, Minh Dương đã đầu thai vào người Việt Nam. Đức Phật Thích Ca bây giờ những đệ tử của Ngài hồi thời Ngài tại thế cũng đang đầu thai thành người Việt Nam. Nước Việt Nam ác gì mà sao vô đó. Đó là tự vì cái trái đất mỗi một cái thời bao nhiêu nghìn năm á, cái phong thủy nó xây chuyển. Ngày xưa Phật ở bên Tàu, hôm nay Phật đã chuyển dần về Nam. Cho nên bề trên nó lại coi cái phong thủy của cái quả địa cầu này nó quan trọng hơn. Còn cái chuyện cái nghiệp của nước Việt là trả là phải trả.
hôm nay á bị đói, bị Covid mà có Minh Dương đây khấn hoài á thì nó có nó hành căng nhưng mà không có hành mạnh, nhẹ vậy đó, chết thì chết, sống thì sống. Chứ giờ nước Việt mà đã là trong bốn nước mà của các Mác Lênin thì nó cũng phải như kiểu Bắc Hàn hay là Cuba, phải là rất là thê thảm, rất là khổ. Bắc Hàn rất đói rất lâu rồi mà dân Việt Nam mình nó còn có Việt Kiều đi qua đi lại, tại sao phải thòng qua một cái, tại sao bề trên phải cho 6 triệu Việt Kiều đi khắp thế giới không, rồi 6 triệu Việt Kiều năm gửi về 20 tỷ. Nếu mà mình nói ở bờ ở nó mà không ăn hối lộ, không săn dứt săn sao á, tiền của chúng ta ở hải ngoại về nuôi dư sức cả nước Việt sống á. Tại mình gơ nhiều đưa túi cho mấy ổng á, ổng đi làm tiêu hết à. Thì cái đó là cái nghiệp, cái người đóng vai xấu á cũng là xả cái nghiệp, rồi họ sẽ gặp những cái quả báo khác nữa. Kiểu nào đừng có vô máy quay phim nó nghe đại ca. Đi qua bên kia nhảy cho đã. Vô máy này á. Rồi tự nhiên sư phụ ơi. Muốn cũng được, muốn cũng được. Ok, có gì mình tắt cái máy này thành ra một cái clip buổi sáng nói chuyện. Sư phụ, rồi có một số họ ký bán cái Hoàng Sa đó sư phụ, có bị đau gì không? Như Phạm Văn Đồng đấy. À đấy, mai hỏi thử cái Phạm Đồng đáng đâu hết ta. Bán Hoàng Sa nhiều lúc đâu phải như vậy, nó chỉ là thừa hành thôi, nó đi nguyên cái bộ máy mà. Mình chỉ biết được là hiện bây giờ á, khi cơ hội mà lấy lại á là phải nhờ những cái nước Asian, nó giống như Ấn Độ, Phi rồi Nam Dương rồi đó. Thì lúc mà Trung Cộng nó lo bận rộn trên kia không, ở dưới này mình lùa mang dịch đi về phải không? Chứ giờ Việt Nam đâu có tàu bè, đâu có đạn dược gì đâu, mình lùa. Để vô nhiều là rút dầu ăn cắp bán á. Đỏ nước vô không biết lúc đó đời máy nổ không nữa. À, phải nhờ người ta ha. Nhưng mà của mình thì khi mà sư phụ là chân mạng cao nói thì cái đó hiện giờ người mà làm chủ mà thật sự á là Long Dương, là gia đình bên của sư mẫu á. Long Dương đang cai quản mấy cái đảo này. Cái bữa hổm là hỏi mấy vị nói giờ sao đó, có bà chị ngồi ngoài là đang cai quản Hoàng Sa Trường Sa đó, ngồi ngoài đó thì nói mấy dưới cũng phải là chờ lệnh của cha thôi, cha kêu release trả lại thì trả lại. Thì ăn thua mình khấn, nhưng mà đâu phải cái gì cũng lạm quyền, cứ ý mình lạm quyền mình muốn khấn gì đó là khấn đâu. Phải cùng mỗi người có cái nhen, có cộng lực, và nước Việt nữa. Bây giờ cũng nói giả sử như bây giờ đại tử đi thương đứa con, muốn mua nhà cho nó, muốn cho nó học ra bác sĩ kỹ sư, rồi nó không muốn, rồi mình có làm được không?
cả nước Việt họ không có muốn. Họ đang chửi giáo hụ là đồ ảo, là đồ điên. Thì cái đó nghĩa là cái gì? Mấy vị nói là nó bất kính với con quá, mà con cứ sinh cho nó hoài. Mấy đứa nhỏ là tương lai nó là chủ nước Việt, chứ hụ đâu phải là chủ nước Việt. Ô, chỉ xuống đây để mà dìu dắt cả đám những người về trời thôi. Cái số lượng quá đông đi, thì cái đó mấy vị mới gọi là họ không có đủ phước đó con. Cái nghiệp của họ quá nặng. Hiểu không? Thì giống như cái đứa con đó, con thương nó, con mua nhà cho nó, đưa cho nó đi học rồi này kia, rồi nó cũng không ngó nữa. Tối ngày nó chỉ thích ra đường ăn chơi, hút sách, nhậu nhẹt, uống cà phê sáng xỉn, chiều say vậy đó. Rồi con có làm gì được không? Thì nước Việt họ hiện giờ cũng đang như vậy. Phật Thánh Tiên hạ phàm, chứ hộ hạ phàm, nói lời thật, việc thật, rõ như trong bàn tay luôn. Mà họ cũng vẫn là phạm thượng. Thì bây giờ mình phải làm sao? Hồi xưa Đức Thầy rõ ràng là Phật, họ cũng giết Đức Thầy. Ngày Minh Đăng Quang bữa ông đứng đây ông cũng cầm lên: tôi là Bồ Tát mà vô nước Việt nó cũng giết tôi, không chỉ là ngài là thiên tử mà nó không giết. Cho nên giờ mình phải núp, phải né Việt Mi Thao, mình cũng không dám ra nữa. Ờ, nói vậy á, nghiệp nặng mà, bây giờ mới nói là nghiệp nặng. Nên cái lòng từ bi của Phật với Bồ Tát thử bê lớn, nuôi đứa con nghịch ngợm á rất là khó. Mấy con mà nói chuyện với con, với đứa cháu ngoại, cháu nội đi, nó thằng Trinh nè, nó có đứa cháu ngoại nó kêu nó dạy được đó là rồi mới phục nó đó, không phải dễ đâu. Mình nói đưa định hướng là cờ cờ vàng ba sọc đỏ, thì là lá cờ này là mấy vị đã chọn để cho nước Việt mau phát triển lại khi mà chuyện gì xảy ra. Vậy mà nó cũng chửi. Còn tăng ni á, là phải dạy Phật tử đọc kinh, ngồi thiền, ăn chay niệm Phật. Vậy mà lên cả đống mà lên trên mạng nữa: Việt Nam, Hồ Chí Minh muôn năm chiến thắng gì đó. Bộ Phật kêu ca mấy bạn đó à. Thứ nhất, áo đời có quyền ca. Áo vàng trong kinh Phật không có quyền ca nha. Là đã phạm giới rồi. Huống chi á, mà tối ngày á, đi tân bốc một con quỷ. Con quỷ con, là Hồ Chí Minh là quỷ con đúng không? Thật sự là vậy. Thì mà lại mặc áo của Phật có nghĩa là cái gì? Có phải làm hơn 100 triệu dân không? Nhưng mà không sao, chứ hộ từ bi lắm. Tối ngày cũng khấn với sinh. Bữa mình đọc sớ đây nè, là lúc đó mấy chị gì đứng ai cũng cảm động, thấu tới lòng trời. Một phần lớn trong đó được bề trên cho, bề trên có cho. Mỗi lần mình làm một cái lễ này á, cái lễ tế trời á, trên thế giới này mấy trăm quốc gia luôn, tất cả các tôn giáo luôn, bên Tây Tạng hay là cả nước Việt luôn, những thầy lớn không ai có khả năng làm cái bữa lễ đó. Nếu không đúng chân mệnh là chết liền tại chỗ, không phải đưa dẫn chơi đâu á. Mời ấy. Trong khi mình ở đây á, nếu mà người hiểu về tu đạo á, là phải biết. Bữa đó là không có thiếu gì nào hết, trùng trùng luôn, đầy cả cái sân này. Hàng ngàn, hàng triệu những cái gì ở đây. Mình đừng có đụng chút, mình nói tôi không biết, tôi không có tội, cái nó quá dễ rồi. Một cái người đi hiếp dâm ở tù, hay là một người cầm súng vô nhà băng: ồ, tôi không biết ở tù tôi vô cướp, tôi không biết hiếp dâm là tôi ở tù là tôi vô tội. Cái đó có chấp nhận được không? Nó cũng y như là kiểu mình vậy đó, không có chấp nhận được. Là tại vì họ không có cái giới luật căn bản. Cái căn bản đầu tiên á, là phải có nhân lễ nghĩa chí tính. Bây giờ quên đi phần tâm linh, mà nói về mặt đời thôi.
Thầy Hù có làm gì tổn hại nước Việt không? Yêu nước Việt, đúng không? Là nhiêu đó là cũng đủ rồi. Một đứa mà vô minh mà không biết tu á, ồ, nước Việt còn nghiệp nặng, cực kỳ nặng. Ây dù mới nói là hết cái màn bệnh từ loài thú qua hồi mấy clip trước là mình đã nói rồi, trên đã báo động rồi. Ở trên báo động á, sẽ có một trận đói. Nhưng mà bây giờ á, người đang giảm. Mỗi lần mình xin mà giảm á, thì bắt đầu chọc quê mình. Ồ, anh nói gì không trúng gì chứ. Cười không? Kiểu nào cũng bị nó nói. Nó trúng thì bị nó chửi. Anh chầu à, nước Việt đang sống hòa bình, vui vẻ, đang phát triển, kinh tế đang lên nào ào. Mấy cái đài Việt Nam á, nó muốn nói kiểu nào nói, mình khi dân đói rã thay thi á, mà cũng nói là phát triển đang lên, kinh tế đang lên. Tức cười lắm. Hoàng Sa Trường Sa là phải tự mình đi lấy lại. Ít nhất ở Việt Nam là phải viết lại cái lịch sử lại hết, là một cái thư viện. Sorry. Làm thư viện, làm những cuốn sách lại. Chứ còn thư viện với sách đồ á là bị xóa bỏ hết rồi, phải không? Đốt hết rồi. Cho nên phải làm lại cái thư viện lại. Thì lúc đó có thế hệ trẻ sau á, nó đọc nó mới biết. Để giờ trứng rộng nở chứ cao độ nó giết nó qua đây nó kêu rắn qua ăn cái trứng. Khỉ kia giữ nhà quá chán chơi, để cho rắn rết vào bê trứng gà. Có bài thơ mấy vị viết câu đó. Bọn này mình cũng là đang còn ở trong trứng, chưa có nở. Ok rồi, không ai hỏi gì thì mình tắt máy đi về nha. Sao Mai? Lâu quá không gặp con, có khỏe không? Cười. Nghe ông này ông nhảy mũi thôi cũng vui, khỏi cần phải nói.
sai rồi có thể mình làm lại. Đó không có sai, cái đó good mà đâu có gì đâu sai. Dạ, giữ đó đeo đi không có sao. Ủa chứ nó thôi, đâu có gì nữa. Trên online nó bán mấy cái đẹp lắm á. Tầm 5-10 đồng á. Cứ đeo đi không sao. Đừng có chấp quá. Họ thiên quá chấp. Họ thiên đời cho đáng đời, đạo cho đáng đạo. Chứ không có đi theo thầy hay đi theo một cái nơi nào. Mà đạo này là đạo trời, pháp Phật. Mình có cái phương pháp, một cái công thức. Mỗi đứa chúng ta dùng công thức đó, mỗi đứa chúng ta cầm cây đuốc rồi dùng cái đó để mà nương theo, tự đi với bàn chân của mình, mình về trời. Chứ còn như Phật tử á, thì phải nương theo mấy ông thầy, nương theo cái chùa, đúng không? Còn mình á, mình chỉ nhà mình có bàn thờ, mình tu ở nhà, mình có núi Thiên Long Sơn, mình có sư phụ còn đây. Nhiều lúc qua mấy mà Việt Nam á comment á, nói anh có 7 dòng hào quang, anh cho tôi thấy đi. Mình mới thấy tức cười á. Phật trời mà nó thách kiểu đó. Sao mày không giỏi tu đi để mày thấy. Nó hổn nó đồ đó. Thì con nghĩ cái đầu của con người nó, cái trí trình độ nó thấp kiểu nào. Nó gan vậy luôn á. Mấy nghiệp mà không hay. Khi mình đừng có giỡn chơi khẩu nghiệp á, mấy sư phụ rất là từ bi, sư phụ xin hết. Nhưng mà mấy vị mà hộ pháp á, Thiên Long Bát Bộ á, mấy vị A-la-hán mà 18 vị hộ cho bộ á, mấy vị là thẳng tay. Giống như mỗi lần mình lễ cúng cúng mấy vị Bồ Tát ở trong này không sao, mà cúng mấy vị hồn đi sông núi đó, mà mình đứng đứng gần đó đó, mà mình nói bậy bạ là mình nói sai một cái là mấy vị chảm mình ngay lập tức á, có quyền á. Nhưng mà Việt Nam á, nó bây giờ giống như cái đầu nó không còn hiểu về thần thánh là gì nữa. Nó nghĩ là thần thánh giống như ngang hàng với tụi nói. Nó cứ nghĩ như vậy á. Nói nhiều cái vậy lắm. Tôi thấy chúng sanh Việt Nam muốn dứt được cái nghiệp và cái tội lỗi nói chung từ xưa tới giờ. Chỉ có Ngọc Đế với mẹ có quyền tha thứ. Thì sư phụ khấn để sinh cho họ. Để nó mau đến. Nên nếu không sinh thì ngày xưa trái đất này đã ở trên đã hủy diệt, giống như thời Atlantis hay những cái thời đại ngày xưa dễ hợp. Để một cái là lũ lụt hay là cho một ông rồng khổng lồ qua ngoài trái đất, thổi cái trái đất này ở trên mặt đất này nóng trên 200 độ là cháy hết, là chết hết. Thì dễ hợp. Rồi thanh lọc lại bằng cái thần hồn, rồi từ đó mới cho đầu thai lại. Còn bây giờ á, sàng lọc mới là khó. Thì mình mới gặp những cái đứa mà ngỗ nghịch ngông cuồng này nè. Khó dạy. Và mãi mãi khó dạy lắm. Khi mà khẩu nghiệp ra rồi, thân khẩu ý mà. Khi mà xuất ra rồi á, nó làm cho tự động là mất cái duyên để mà gặp Phật, gặp Pháp rồi. Nó có cái đó. Chứ mình đừng có nghĩ mình nói rồi cái mai mốt Mình sám hối tùy theo chuyện. Mình có thể hồi nhỏ gì mà hoàn cảnh nghèo, mình lên Sài Gòn, mình làm này làm kia, có bầu liên tục, phá thai liên tục vì hoàn cảnh nghèo, cái sự bắt buộc về kinh tế, cái đó có thể sám hối nó hết. Còn hiện bây giờ mà ăn nữa không mà khẩu nghiệp á, cái đó là cố tình khẩu nghiệp, thì nó do cái tâm cố tình tạo ra, cái đó khó sám hối hơn á. Chứ không phải là ấy đâu. Được. Nhiều lúc một lời nói á, nó nặng hơn á, là một người phá thai 20 lần. Tại vì nó đi từ cái tâm tạo ra cái nghiệp nặng đó. Những cái clip ngày xưa đó mà những ông thầy mà nói xuyên tạc Thượng Đế, xuyên tạc cha mẹ đó, những ông thầy thời nay bị dân lôi ra hết. Từ ông Nhật Từ cho ông Thích Trúc Thái Minh, con thấy không? Hồi xưa mấy ông là toàn là nói xấu kinh địa mẫu, rồi nói xấu cha mẹ, rồi nói xấu đức thầy. Khủng khiếp. Đó là nghiệp hết. Tại cái tâm tạo ra. Đó là chưa. Ở đời còn mai mốt mà mất sắc phàm nữa là mấy ông đi. Bữa hổm có đứa Phật tử nào nhắn tin con nằm mơ, con thấy dưới cái địa ngục sao toàn là áo vàng không à. Rồi thêm áo chàng nữa. Thì áo vàng đâu có áo chàng tới đó.
hộ mà hộ tống đông cho nó vui. Tôi nghĩ chỉ có sư phụ xin với cha tối thượng mẹ Du Trì là giảm án trần để chúng sanh với chúng sanh nguyện cầu xin giảm. Hiện giờ mới ngồi đây mới năm mấy tuổi, không sinh ở trên trời em sướng hơn. Xuống đây làm chi, giờ bữa nay nắng tiếp tục độ nữa nè. Xin mới ngồi đây thôi. Nhưng mà hồi lúc đầu á, nó mắc cười lắm. Mình cứ nghĩ là mình giấu cơ trời, giấu gần rất là lâu, rất là khó chịu luôn. Trong hãng hay là gia đình anh em cũng đâu có hiểu, bạn bè đâu không hiểu. Đó là khi mình nghĩ mình lộ ra là ai cũng sẽ thương mình, ai cũng sẽ trân trọng và hiểu nghe lời mình. Giờ càng lộ càng bị chửi. Hôm nay lộ càng nhiều càng bị chửi nhiều. Nói chúng nhiều quá họ lại chửi nhiều nữa. Đó là nguyên văn ở bề trên nói vậy. Nói giờ con có thương họ, con có nói hồi xưa con nói tốt thì họ chửi theo kiểu đó. Bây giờ con có làm tốt tốt hơn, họ lại chửi cao hơn. Anh trên nói luôn á, tâm tánh của nhân loại nó vậy. Nghĩa là mình càng làm được việc cho nước Việt chừng nào thì mình càng bị chửi nhiều chừng đó. Mà nước Việt mà sư phụ ở đây mà không đặt ba bàn thắng hôm nay á là còn tệ hơn là Cuba với Bắc Hàn nữa, không có cơm ăn nữa. Mà trước khi thành phố buồn Sài Gòn hôm nay thành phố buồn phải không? Trước khi xảy ra thành phố buồn này mình đã nói cách đây 5-6 tháng trước rồi. Hôm nay quá trời trúng luôn á. Lúc đó còn nói tiền thành tiền giấy, lúc đó bà Trương Mỹ Lan chưa bị bắt với ông Tân Hiệp Phát, ông gì bán nước đó, chưa có bị bắt nữa. Rồi chưa có mấy cái vụ tùm lum la xảy ra nữa. Càng ngày là cơ vận lộ ra hết. Mới mốt sẽ có nhiều chuyện vui lắm. Bà rồng lửa mà bà ra khỏi tù một cái là thôi trời ơi. Chicken pop hay là mụn đầu mùa hay là ghẻ lỡ về lòi ra hết. Chỗ bà này bà ngầu lắm. Bà có sứ mạng hả con? Thí dụ ngồi đây tức cười quá. Rồng lửa, bà là cốt rồng mà lửa thiệt. Gọi là vàng giống như cùng kiểu như xích lồng vậy đó. Tôi không biết có bà con nghĩ đến lòng không, mình không dám phạm xin lỗi. Nhưng mà ai mà đụng tới bà đi, sau này sẽ biết. Mình đã nói rồi, Trấn Thành hay là Đàm Vĩnh Hưng hay là chuyện qua bỏ qua đi không. Mà cứ gáy rồi á, đến lúc mà bác Hà lửa lại thành đống chim bồ câu quay. Mấy đó cốt chim này, cốt này, cốt kia á. Hay là ông Võ Văn Yên lặn chồn đầu thai. Mà giờ đâu có ai dám bắt chồn lên xào lặn đâu. Bả ra bắt khàn cái là chồn thui liền á. Thế nào, cái gì nó cũng có nghiệp quả của nó. Tại cái thời đại này tất cả chúng ta đóng màn kịch. Bả đang đóng màn kịch. Chú phụ ngồi đây cũng đóng màn kịch. Ông cà phê cũng đóng màn kịch. Những cái người mà lỗi lạc trên mạng á là đều có sứ mệnh hết nha. Mấy cái này cũng có kênh YouTube thì cũng là có sứ mệnh á, nhỏ hay lớn thôi. Để mà cái màn kịch kỳ này, những cái hình ảnh, những tiếng nói, những cái sự việc mà của mỗi cá nhân làm á, nó sẽ lộ lên hết trong những cái thời đại vàng kim trong tương lai. Sau ngày lập hội anh tài, sau khi Đức Thầy xuất hiện, thì những cái này nó lại là những cái trò cười, là những cái mà giống như là mình coi phim từ đầu tới cuối rồi lật ra. Trời ơi, xưa giờ anh kia anh nói mà tôi không nghe tin. Đó, rồi từ đó mình mới học như vậy. Tức cười là chỗ đó. Mà hôm nay mình coi phim trước, rồi mà hơn họ, thì mình hiểu trước. Họ coi phim sau, họ sẽ hiểu sau. Tôi sợ hiểu sao quá muộn, thành ra mới có vấn đề chết bảy còn ba. Nếu mà chúng sanh mà dễ dạy á
nó hiện giờ cái clip này sẽ thành ra 228. Chỉ cần một cái clip thôi, không cần nhiều. Thật sự có nhiều Phật tử khi mà họ ấy họ nói khi mà họ bị cái bệnh chấp á, kiểu nào cũng chấp á, vô minh mà. Vô minh thì cứ nói theo cái lối suy nghĩ của mình. Bữa nay có nhiều người phụ nữ cứ nhắn tin, tôi là đức thầy đấy, sư phụ có kiệt hay gì đâu Phật, đức thầy tôi đàn ông sao tự nhiên giờ biến ra đàn bà nhiều quá, hết sư cô vô Thượng Hải rồi thấy thì mấy người khác nó dùng có nói tên đây, nhiều người dành là đức thầy lắm, tại đức thầy là Phật Di Lặc á, số 1, mình đệ tử mình là số 2, đạo Thiên Tâm. Cái đạo Thiên Tâm là của đức thầy mà, ngài truyền là có số, sau khi sư phụ đi, đức thầy đi sẽ có một người lên làm số 3, rồi tới chừng vài chục năm sau cái số 4, số 5, nó cũng giống như kiểu mà bên La Mã vậy đó, bên tòa thánh của bên Công giáo vậy, Đức Giáo Hoàng 1, Giáo Hoàng 2 đi từ thì mới gọi là thời vàng kim mấy nghìn năm. Nhưng mà cái cơ trời ấy, sư phụ đi ra đời trước, lộ diện trước thì nhưng mà cái số thứ tự kia là phải là số 2. Tại sư phụ là khác, sư phụ là đệ tử của ngài, là ngài là số 1. Thì cả ngài mãn cái sứ mệnh rồi thì cái người đó tôi biết rồi. Hả? Đừng có nói bậy bạ trên dạ, này không, nghe, không. Nói rồi, không dám nói. Cái đó là khi nào cha với hội đồng chư Phật ấn định lại. Thì cơ trời đi rất là màu nhiệm, chỉ có chúng sanh hiểu không tới thì cứ nói là chuyện không có thật. Còn những chuyện mà không thật thì họ tin là thật. Người đời hay đi ngược lại. Giống như mấy ông thầy BD với thầy Quốc Danh với mấy ông thầy mà đọc kinh rồi cứ nói vòng vòng trong cuốn kinh đó, không có nói chuyện kinh nghiệm như sư phụ. Kinh nghiệm là tối sư phụ về trời, sư phụ nói chuyện kinh nghiệm trên trời, thì sư phụ xuống địa ngục để mà cứu người thì nói chuyện địa ngục, rồi sống thế gian thì bay vòng vòng trên mặt đất, ai gọi thì tới, thì mình nói theo kinh nghiệm của mình. Còn mấy ông mà chỉ cuốn kinh xào tới xào lui, chỉ có một cái là với ổng hơn là mấy ổng không có đội nón kết. Không có ông thầy nào đội nón kết không ta? Mình có quyền đội nón kết. Đâu đây ta? Nhưng mà mấy cái lễ mà sớ mà tới trời đó, mấy ổng không có làm được. Bởi vì mấy cà Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm, 30 năm chiến thắng thành công gì đó. Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm. Giờ sư phụ sắp sửa thuộc lòng bằng đó. Mỗi ngày mà ngồi nghe ca cái cười muốn chết. Trời ơi Phật đâu có dạy ca mấy cái này đâu mà sao mấy tăng ni ca quá trời giỏi. Còn vỗ tay nữa. Mấy người thường ca mình không có nói nha. Cái này tăng ni á. Cái chuyện quốc danh hay không quốc danh, đã tăng ni tức là tăng ni. Phật thì xưa đâu có nói thời nay có chuyện quốc danh đâu. Phật chỉ nói là thời mạt pháp con cháu của Mai Dương nó mặc đồ để làm đệ tử của Phật, đọc kinh của Phật để nó phá nát cái đạo Phật. Chứ hồi xưa Phật Thích Ca đâu có nói Mai Dương mà lúc mà tới mà biến hóa rồi dụ Phật rồi hăm dọa Phật rồi Phật rơi lệ rồi đó. Phật đâu có nói là thời nay có tăng ni quốc danh. Thật chứ đó, thời nay tăng ni con cháu của Mai Dương đầu thai vô làm phá đạo. Nhưng mà sau đó là còn một cái ánh sáng của cái đường hầm, đó là Thiên Tâm. Thiên Tâm sẽ học cái công thức của Phật, sẽ đưa đạo Phật trở về thịnh pháp trở lại.
đó là cơ trời. Cho nên tại sao á, mấy ông thầy không thích đọc Lăng Nghiêm mà họ thiên chúng ta phải đọc Lăng Nghiêm mỗi ngày, đúng không? Tại vì hồi xưa Phật nói khi mà không còn Lăng Nghiêm, không còn ai mà thích đọc nữa thì đạo Phật sẽ bị diệt vong. Nhưng mà hôm nay cũng mai phước họ thiên chúng ta đọc Lăng Nghiêm tối ngày. Rồi có mấy ông thầy, có ông thầy kia, ông nói đừng nên đọc nhiều nữa, không nên đọc Đại Bi nhiều, tào lao, đọc càng nhiều càng tốt. Lăng Nghiêm á, là những đứa gia đình nó lâu lâu đọc để cho mình đầu óc tỉnh táo sáng suốt, đừng có bị chúng bùa chúng ngải. Sợ đọc nhiều á rồi chuyện phòng the rồi nó bớt đi, phải không? Tại vì khi mình tu tập á là mình không có ham chuyện thế gian nhiều thì gia đình nó không có hạnh phúc. Nếu mà đọc thì hai chồng đọc, còn đọc á mà ăn tam tịnh nhục á thì cũng chà răng súc miệng đồ này nọ, xịt vô thơm rồi vô phòng Phật đọc. Còn ăn chay trường thì càng tốt, cái nào cũng nên đọc hết trơn á, càng đọc nhiều càng tốt. Đó là họ thiên chúng ta là vậy. Còn đứa nào có gia đình á thì cũng đọc từng lần hai lần. Còn đứa nào không có gia đình đọc mỗi ngày thoải mái, đọc càng nhiều á là hào quang càng sáng rực, bao nhiêu bệnh tật nó sẽ đi trôi qua, nó sẽ hết. Mở máy nghe hả? Cái đó là chuyện nghề của mấy ông thầy mà, đâu phải nghề của họ thiên. Mình họ thiên mình phải đọc, mình mới vô tâm vô óc. Còn mở máy là ở trong chùa mấy ổng mở máy. Dạ. Con dành nghề của mấy ổng. Ở trong chùa giờ bấm máy không à. Họ thiên chúng ta phải tự cái miệng đọc. Đọc bập bẹ cũng được, đọc chặt chữ cũng được, miễn ta tự miệng đọc chứ không có mở máy. Mở máy như nào con ngủ kìa. Thì con muốn dễ ngủ á, sư phụ có đọc một cái clip á, thì lấy cái đó nghe thì ma nó không có tới giỡn chơi với mình, ngũ quyền không có tới thăm viếng mình nhiều để cho mình có sức khỏe. Lăng Nghiêm á là trừ tà, có nghĩa là ai chúng bùa chúng ngải, ai đang xui xẻo, người nào đọc Lăng Nghiêm á ra đời làm ăn rất là thành công, tại vì không có bị ai lừa gạt mình á, mình không có bị gạt. Và đồng thời á, lúc nào đầu óc mình cũng bén nhạy hết á, họ thiên chúng ta đọc bén nhạy chứ không phải cờ gù cờ gật, không phải là đi nhạy cảm, dễ giận, cũng không phải là dễ dễ đãi, cũng không phải là dễ giận, cũng không phải là dễ, nói chung đó là mình phải có chánh kiến. Ai mà làm sai á là mình phải thẳng tánh, mình nói lại để cho ta chỉnh, chứ không phải mình nói theo cái kiểu hùm hồ cho ta giận, phải không? Là Lăng Nghiêm là gì? Mới gọi là bi trí dũng. Hồi nay mà con đi về Việt Nam thì 10 đứa mà đi vô nước Việt á là bị trúng bùa hết, đa số. Nên trước khi đi á, nói phải sư phụ phải dặn kỹ, đừng có gặp tùm lum. Bển ghê lắm. Lăng Nghiêm á, nó sẽ trị được những cái bệnh mà giống như trong người mình. Đến ngày đến giờ, sắp sửa cái ung thư cổ đi, hay là ung thư vú, ung thư tử cung gì đi, sắp sửa chỗ ra, cái tự nhiên bữa đó mình đọc, tự nhiên nó biến. Nhưng mà một cách rất là mầu nhiệm mà tự mấy con không biết. Mà mình muốn chứng nghiệm nó có hiệu lực hay không á, thì con một đứa, con phải coi một đứa nào mà siêng tu tập mà đọc mỗi ngày đó, với một đứa mà không có chịu tu á, con sẽ nhìn hai đứa theo thời gian á, là cái đứa tu á, mặt mà nó sáng và nó ít cái bệnh mà nó vui lắm. À thấy rồi. Còn cái đứa mà Phật tử mà cù gù gật ở trong chùa mà không có đọc á, bệnh đủ thứ, không nhức mỏi á, thì cũng đau dai, không đi bác sĩ, cũng đi chăm cứu, rồi đi mua ba cái côn trùng hạ thảo giờ online rồi nó dụ nó bán. Thế là lãnh tiền già, tiền bệnh của Biden bao nhiêu cũng không có đủ bị dụ trên mấy cái đó.
chứ tối ngày đi mua thuốc tây đâu có, thuốc tây đâu có cho đồ bổ gì đâu, mà mấy kia toàn là bột nắng lại bỏ một chút mật ong ngọt ngọt rồi bán rồi tào lao, tốt như không biết nhiêu tiền đừng có mua mấy cái đó. Thì đa số Phật tử cà gùa gật là bị hết tiền là gì, hết tiền cái đi xin con cháu, con phải làm từ thiện đưa tiền cho mẹ, mẹ làm từ thiện cho con để con có phước, để gia đình con hạnh phúc, mà tối ngày về xin tiền con cháu, chứ thằng con cũng bực, cái gia đình không có hạnh phúc, con có hiểu không? Đa số là vậy á. Rồi cái cứ lòn lòn ấy con đi vô cái hũ của mấy ông này hết. Ông về mấy ông hưởng thụ. Cho nên ông nào ông nấy ba bốn cái chùa. Mấy cái nhà lầu, mấy người vợ, hai ba gánh con. Ông nào cũng có hết á. Trời ơi, cho bộ sống trong chùa, cho bộ rành mà. Ông nào cũng có, đa số. Không có là BD. Như thầy Pháp Hòa không có con là BD đúng không? Ừ. Còn mấy ông mà có con là không có BD. Tại mấy con không có phải, không có gần gần mấy ông, không biết cái vụ nói là chính xác. Không có nói để những cái gì mà khẩu nghiệp đâu. Mà hôm nay vụ không nói, sau này Phật tử nói, ồ anh có thần thông, anh là thiên tử, chuyện gì anh cũng biết. Tại sao bao nhiêu cái chuyện mà vậy anh không biết. Thì mấy clip này làm chứng. Nhưng mà thù không có execute, tức là không có cố tình. Thù chỉ nói thoáng ra thôi. Đứa nào mà dùng cái khúc đó mà bỏ lên nữa là cố tình kiếm chuyện với ổng là ổng mới nên. Để cho ổng làm ăn không biết không. Nhưng mà thù có nói là để cho bộ hồ thách, sau này người ta không có trách móc. Chúng sanh nó vô minh vậy đó. Còn đứa nào đừng có lấy khúc này rồi để tên thầy Pháp Hòa là BD thì không có nên. Đó là tội nghiệp ổng. Một năm ổng kiếm mấy chục triệu để cho ổng kiếm. Tại tiền nó cũng của Biden không à. Đang tiền già đó, tiền già tiền bệnh là của Biden. Cũng của Mỹ. Người ta đi đâu á, có cái băng bệ, băng marketing. Còn mình á chỉ điện thoại này, điện thoại 11, bộ mua gần 4-5 năm rồi đó. Cũng thành một cái clip như thường. Không có cần ai mà quảng cáo hồi này nọ. Còn họ thiên, tất cả mấy đứa họ thiên đứa nào có tài muốn tạo công đức nhiều để về được chư Phật khen với cha mẹ thưởng, thì tự lập, mỗi đứa phải lập một cái website riêng, rồi lập kênh YouTube riêng, rồi lập Facebook riêng, thì nói những cái lời hay, hay đứa nào dở nhất thì làm những cái hình ảnh để mà người ta, như mình chuyển được nhiều người hiểu về cha mẹ nhiều thì là có công đức, cái đó là tạo công đức rất là lớn. Cũng giống như sư phụ không có nhờ có mạng YouTube chứ Facebook thì hôm nay nước Việt Nam đâu có mấy chục triệu người, nước Mỹ này thì con thấy rồi đó, quá đông đúng không, thì cũng là từ cái đó. Thì tất cả những đứa con họ thiên ở xa ở gần cũng phải hiểu, chứ không phải mình theo họ thiên cái mình tối ngày cứ mình cứ không làm gì hết. Mình biết làm gì mình phải làm cái đó. Những cái hành động đó, đó trước tiên nó sẽ giúp ích. Giúp ích cho chồng mình. Gián tiếp thì mình nói chuyện với chồng, với chị, em đồ hơi khó nha. Nhưng mà mình có cái Facebook cá nhân đó, họ phải là kết bạn mình rồi, anh em ruột mà đúng không, chị em ruột đó. Thì gián tiếp mình nói những cái lời đó để mình độ người thân của mình trước. Nhưng mà vô tình mình độ luôn một đống người ở ngoài nữa. Tại vì khi mà mình không độ họ đó, là họ sẽ độ mình á, họ sẽ kéo mình á. Khi mình đã hiểu rõ, sư phụ tôi là thiên tử thiệt, là Chúa Xu Tái Lâm thiệt, Minh Dương thiệt, mà có bao nhiêu người hiểu, bao nhiêu người tin. Còn ở nhà 8-9 người kẹt kéo ghét thành cua mà vừa sắp sửa về trời bị mấy kia cua kia lôi xuống cái nồi nữa, luộc luôn. Địa ngục luôn. Cho nên họ thiên cũng có cơ hội bị lọt sổ lại. Cho nên mình phải làm cái gì? Mình khuyên người ta tu, cứ nghĩa là mình tu. Mình nói những lời hay ý đẹp thì mình sẽ nhớ những cái lời đó mình thực hành sao. Có nghĩa là được cả hai, rồi Mỹ nó gọi là win-win á. Chị về trời, em về trời, chúng ta đi về trời gặp nhau. Còn hơn á là chị không tin, chị kéo em đi xuống địa ngục. Ba chị em chúng ta xuống địa ngục, hay là ba chị em chúng ta đi về trời.
thì cũng ăn thua là mình không có chịu bỏ một chút thời gian để mà làm một cái trang riêng cho mình. Mà trang này không phải là trang vui chơi nha, trang mình nói những cái lời hay ý đẹp về đạo thôi, những cái hình này thôi. Ví dụ con chỉ cần chụp một cái tấm hình con đứng đây thôi, cái đó có thể độ cả nhà con được á. Nhà con hỏi ô cảnh đâu đẹp vậy, cái họ mà chịu lên Thiên Long Sơn là cái điển thiên của cha mẹ chư Phật ở đây vuốt đầu họ là họ họ tin rồi. Đây là thánh địa, cái núi này nó có cái dòng hào quang bao phủ, ai lên đây cũng đều sẽ tai nạn bệnh tật sẽ giải trừ, rồi người trầm cảm cũng thành ra vui vẻ phấn khởi, hung dữ lên đây nhiều lần cũng trở thành người hiền nữa. Núi này nó có nhiều cái nhiệm màu lắm, chưa có ai mà hung dữ mà lên đây không thành người hiền hết. Cái thằng dân chơi mà xăm mình đi mà nó chịu lên kìa, khổ cái là nó không có chịu lên, nó bị chướng ngại nó không có lên. Mà nó chịu lên rồi, mà lên vài lần rồi thì tự nhiên mấy vị độ hết. Tại mấy vị vô hình ở đây rất là đông. Đại tử lâu quá không gặp con. Bệnh gì sao? Bệnh gì? Ho hả? Dạ. Giờ thì con bớt bớt rồi nhưng mà ăn đêm cũng bị ho. Ho, nó có cái bệnh mới gì á. Con giống như con, có phải cái đó không? Dạ không. Trong bữa lên hôm 30 tháng 4 con lên thì bị cái phấn hoa, cái bữa về cái ho hoài. Trời, lâu dữ vậy đó. Đeo mặt nạ vô đi, này hiện giờ nóng nóng nè, phấn hoa quá trời xung quanh kìa. Đeo vô đi. Đó, ngồi bị về ho nữa. Ok rồi, bây giờ mình tắt máy để mình bớt nói chuyện, bớt căng thẳng nha. Thấy không ai dám nói vô máy hết chứ. Rồi bye bye. Đói của Việt Nam sẽ có, bây giờ còn đi đầu tiên rồi. Kiếm nhóm không mà tôi thấy lần đầu ngày đầu tiên đó, nó lên YouTube thì tôi thấy nó đã làm trăm người gì trong tương lai nhiều nơi khác. Khi mà đã rộ thì nó dễ rộ lẹ lắm, dạ. Như, y như Covid, nên nhớ nha. Báo chí của Việt Nam á, nó ém hết những cái gì mà xấu ra cho nước ngoài thấy, nó không bao giờ cho mình biết. Mà ai mà quay lén lên đây được á, cũng hay. Bệnh tật hay là cái gì á, là nó đều giấu. Thì còn sẽ kinh khiếp những ngày sắp tới. Hả? Đói á. Chỉ một cái xóm khu phố không, mà đã là cả trăm người thì tôi thấy cả Sài Gòn là biết bao nhiêu rồi. Ở đâu, ở tỉnh nào vậy? Cái này ở, nói ở Sài Gòn, nó chỉ nói tổng quát cho, không có nói địa điểm nào. Nó cũng giống như cái kiểu mà Covid bữa hổm, mấy cái hẻm bị gào lại. Thì có mà. Bây giờ bắt đầu đói rồi mà, ý một nhóm vậy mà xóm đây mà đã trăm người thì tôi thấy cả Sài Gòn. Chỉ mong những lời sư phụ nói nó chặt. Chặt là dân mình không có chết đói. Còn nói chúng là dân mình đói thì sao hả? Đau lòng lắm. Mình nói là một chuyện nhưng mà mình muốn đừng có trúng. Nhưng mà phải nói để cho những người có lương tâm để họ mở tự tâm với thứ hai là để có tinh thần. Người có lương tâm ở nước Việt Nam giờ đếm đầu móng tay không có. Mọi người mất lương tâm là quá nhiều. Người có lương tâm rất là ít. Nhiều lúc ngồi suy nghĩ, mang thân phàm tái sanh, dạng giống như là của mấy thầy Tây Tạng vậy đó. Reincarnation. Không biết mình có chui lộn chỗ không ta vô nước Việt. Chắc không lộn. Thí dụ nha,
Hồ Thành ra người Đài Loan, hai người Hồng Kông đi. Trời ơi, bây giờ là cả thế giới này đội hộ lên trên đầu rồi. Tại người ta đông, người ta có tiền, người ta truyền thông mạnh lắm. Thứ hai, ta dám nói chuyện đàn còn Việt Nam nó dễ em lại. Cho nên nhiều lúc mình nói, trời nó kỹ ta. Chỉ có người Việt Nam thôi à. Mà không lựa nước nào lựa vô cái chỗ gì nữa, chết chứ. Thôi vậy mà vui. Thôi vậy cả mấy bạn Việt Nam. Thôi nào không thấy lòng. Sao con ca nổi không? Ca cho vui đi. Chứ dù nó một mình, tôi hồi lắm. Bớt khác hả? Chứ nó hoài mới đủ rồi, chứ hụt có cái clip rồi. Tiếng rưỡi là được là nhiều quá, ta coi ta cũng ngắn. Lệ đâu? Lệ nhí mũi hả? Nó ăn giùm luôn đi, Hồ không ăn bánh ngọt. Mới sáng ăn mấy ly chè rồi, giờ này ngọt ngay. Mai ăn giùm với Hồ đi. Bluetooth mode. Media cả thế giới cùng ca hát. Ví dụ như người mà khôn á, mà hiểu về marketing hay là muốn bán cái máy này cho nhiều á, đừng có cho cái quảng cáo đó vô, hiểu không? Tại vì người Việt Nam nghe còn phát ghét nữa. Hút như người Tàu hay người Mỹ nó nghe có tiếng Việt còn nghĩ nó mua không? Cho nên Việt Nam mình á, cứ nghĩ là khôn mà toàn là không lằn vặt chút chút không mà. Có thấy tức cười không? Mỗi lần mở cái máy nghe thì phải thấy phát ghét rồi. Thì làm sao mà mình giới thiệu được. Thí dụ vậy đó. Con hiểu ý sư phụ nói không? Cho nên cái người mà top leader, người ta có những cái cử chỉ, những cái chuyện làm mà người dưới nghĩ không có tới. Và giống như con đi vô thi bài thi hay là nhìn hai cục vàng á, nó chỉ cần thiếu nước một chút mà hai cái đều giống nhau. Chỉ là phải thứ siêu á, thợ thứ thiệt á mới biết cục hột xoàn hay cục vàng nào mới là giá trị. Thì máy này cũng vậy. Nên hôm kia nguyên cái phái đoàn mà ở bên lãnh sự quán mà họp với mình á, thằng đó là gì không biết không, đó là PhD á, mà về Việt Nam là mấy ông bộ trưởng mấy ông bự á, là đưa nó lên trời không á, lên báo chỉnh rần rần á. Nó em lên báo trước em cũng chán, mà báo lên rồi không làm được gì. Nó tự nó thú nhận là mình cũng biết thằng này là có tinh thần thiệt. Nó cũng là thiệt, nó đang làm bây giờ ở dưới. Thì Hùng mới chỉ cách cho nó. Cái điện nó mau đến để mà giải cứu. Nào ngày nó đi vào cái vùng lãng quẩn là nó siết chặt hoài, đau đớn quá chùa. Mình như cao đầu vậy, đập đỡ gốc cây này cho nó bớt đau để đi theo với thầy nó lẹ.
chuyện đó của cha lo, đừng có lo giùm cho cha. Không phải lo, nhưng mà nguyện cầu. Có lo gì được không, chỉ biết nguyện cầu. Lúc đó, đến lúc mà cầu từ đây tới ngày nó gầu gỉ cái sắp sửa chết. Cái ngày mai cái Trung Cộng nó tấn công Đài Loan, cái mấy đại ca lên máy bay 777 bay qua sông Phan bỏ nước Việt chống trơn. Cái Đức Thầy xuất hiện cái lúc đó đang nằm ở dưới chùa lên máy bay không nổi nữa. Thấy uổng phí không? Mình phải vui vẻ mỗi ngày, mình phải sức lực. Đó. Thiệt mà. Tại có một cái bài thơ mà xưa Đức Thầy nói đó. Con có biết anh, tại vì không có đọc mấy cái kia ra. Một thơ chỉ là một phần thôi. Là khi mà Cộng sản mà bỏ nước Việt á, nó còn lẹ hơn 75 nữa. 75 chục thăng còn đáp lên lãnh sự quán của Mỹ. Còn chậm quá không? Còn cái này nó đi lẹ á, tại vì tiền nằm đây hết. Mỗi năm nó bỏ mấy chục tỷ. Hiện bây giờ là giống như kiểu mà nó đi ở lại giữ cái nước để lụm tiền lẻ thêm. Nghe nào ta vét được đồng nào ta vét đồng đó. Ta vét đến khi nào mà còn có cái xương ta vét không được thì thôi. Bây giờ nó đã đi ra ở ngoài, không có nước này nước kia là lót tiền đầy hết. Con cháu ở đây á. Bởi nói gì mà. Cho nên ngày nào mà nó gom được đồng nào nó gom mà. Nó biết dân khổ mà nãy vẫn móc túi dân. Hả? Nó biết dân khổ, dân nghèo nhưng mà vẫn móc túi à. Cộng sản á. Ủa dạ, nó ổng Hồ Nguyễn, dân là họ gì? Hả? Dân là họ Trịnh, họ Phạm, họ Phan đúng không? Mà giao cho con Nguyễn nữa, hồi xưa đó Nguyễn Ánh cũng giết dạ, Nguyễn về Quang Trung, Nguyễn Huệ như tượng đó à. Tao chỉ biết tao thôi, tao không biết ai chứ. Tao không cần biết mày người giết cái người gì, tao không biết. Hả? Kiểu chúng sanh thời nay nó vậy. Chỉ cứ biết mình không à. Đó là tâm của quỷ, của những người ham cái thế gian này. Còn tâm mấy vị mà thần á, thì biết lo cho dân, biết lo cái chức phận của mình, cái chức vụ của mình, làm trọng trách của mình. Còn tâm của Bồ Tát á, lo lớn hơn, lo đại đồng hơn, là hy sinh thân để mà giống như kiểu Phật vậy đó, cắt máu cho mấy con cọp nó ăn vậy. Là ở đó Phật là gan rồi, chứ không có gan kiểu đó, mà cũng không có ngu kiểu đó. Xưa tự phụ ngu quá, bị ông Paray phản cho nên đóng ba cái đinh. Bớt ngu rồi. Giờ cũng còn. Còn nên nãy clip nãy cho Hồ đọc bài thơ đó. Mỗi một cái thời đại nó khác. Cái thần hồn mình nó chuyển thế. Nhưng mà những cái gì sấm cơ và cái đường đi nước bước của sư phụ á là ở trên đã tính hàng nghìn năm rồi. Nó không có phải là mình ngồi đây mình tính được, không phải là cao đồ muốn lẹ được. Cái cùng phiên á, nó phải có một khúc chót một chút, nó phải hấp dẫn. Và nếu mà không á thì hôm nay á làm gì, mới năm ngoái mình chỉ cần nghe vụ laptop. Và cuối cùng Hunter Biden có tội thiệt. Rồi chẳng những ông Biden là ba đó, ông tổng thống cũng có nhận hối lộ được. Cho nên ông mới nương tay Trung Cộng, ông không mới dám làm mạnh. Ông làm mạnh là cho Tập Cận Bình nói, hey, tao đưa bằng chứng, tao có đưa tiền cho mày, mày hối lộ, mày làm tổng thống đâu được đúng không? Cho nên ông không dám bụp Trung Cộng. Rồi đâu có cái chuyện mà ông Trump bị oan ức bữa nay, có ông mẹ gì á, hồi hai người có one night stand dating. Hồi đó ông thưa cho đã, đợi tới 70-80 tuổi rồi. Bây giờ ra thưa, bộ muốn dựng chuyện lên nói thì nói. Bây giờ ông thưa ngược lại kìa, thì bữa nay ông đưa ngược lại đó. Nghe là sau lưng mày cứ ra mày làm đi, miễn mà lên báo chí là có không có. Thì đấy như là bôi nhọ đó. Quỷ mà đâu có sợ gì đâu. Chú phụ cũng vậy. Ví dụ chú phụ có những đứa nào có duyên lớn, căn cơ lớn,
gọi là hộ pháp. Cái hộ cũng thân, nhưng mà hộ chưa bao giờ đi một chiếc xe một người với một người. Đứa nào trong nhóm đệ tử gần với hộ á là phải ít nhất phải nhảy theo ba người để làm chứng, phải không? À, giống như cái nhà phở hao chùa có nói trước, phải trên ba đứa mới vô ở. Một đứa thôi không bao giờ chấp nhận. Cho nên không ai mà khó lắm. Cộng sản nó có gài vô đây nó làm gì á cũng phải dễ. Nhưng mà mình cố gắng, những đệ tử lớn tuổi như con phải bảo vệ cái thiên tâm của mình. Nó ghê lắm, con nó xuyên tạc. Bây giờ hồ chưa trứng rồng chưa nở thì nó chưa có lấy hết. Nhưng mà mình là thiệt là thiệt. Nhưng mà người vô minh á, bởi vì bữa mấy vị nói tất cả các đệ tử của hộ á là mấy vị kiểm soát từ đứa, những đứa nào cũng là tốt hết. Cái mấy vị còn nói thêm câu là nhân á, nhớ nhân không? Nhưng mà nó ngu, nó nghe lời người ác sau lưng. Đối với quỷ á, nó không có tin thần thánh trời Phật, nó chỉ tin cái gì mà đạt được mục đích trước mắt, con hiểu không? À, nó làm đủ trò hết á, mấy con phải có cách. Sư phụ như lúc tế nhị sư phụ nói với mình là sư phụ là người gì thì mới có ngày hôm nay, mình mới có duyên vậy, mình mới có núi như vậy. Nhưng mà họ không có tin trời đất thì chuyện của họ, đứa nào giả đứa nào thật sư phụ biết chứ. Có những lúc bề trên cho những người giả theo để cho họ biết là sư phụ thiệt, để báo cáo vậy để cho nó dễ có cái sự mà là cái mối hàng nó dễ dính, phải không? Ví dụ giờ con hàng chì, hai cái mối hàng hai bên đây nó phải nóng nóng thì con mới hàng được, còn bên nóng bên lạnh nó con bỏ cái mối chì vô nó không có dính, thì bề trên biết hết. Những đứa nữ mà này nọ ngưỡng mộ sư phụ rồi có cảm tình gì riêng riêng gì đó thì nên dùng cái đó để mà thương chị em của mình, họ thiên, phát triển họ thiên về trời. Đừng có để người xấu ngoài họ lợi dụng, họ xuyên tạc. Tôi chỉ nhắc nhở thôi, mình chưa có, đúng không? À, tại vì nó muốn xuyên tạc như kiểu mấy con biết, kiểu nào nó cũng xuyên tạc được. Nhưng mà xuyên tạc rồi là con biết. Địa ngục vô môn mà hữu khách tạm, cái đó là mất hồn mất xác á. Chị cười. Ở gì xưa Đức Thầy cũng bị, phải không? Thời nào cũng có. Tại tiếng xe nó rồ rồ quá. Nói sao? Sư phụ có nói là nếu mà mình giữ được giới số 1, giới 12 thì sau này sẽ được làm thánh. Còn nếu mà mình có cái công thức nào ví dụ mình giữ được hơn từ 5 giới trở lên thì được làm gì? Cao hơn nữa là những cõi vô sắc giới, tuổi thọ trên đó cao hơn. Nghĩa là con giữ được nhiều giới thì con về chảnh lâu hơn. Mới trở xuống giống như mình có cái Big Seven. Mình có mình ở trên trời lâu hơn. Lên cao nữa thì những cái cõi vô sắc giới nó không có nam, không có nữ, nó không có yêu đương nữa. Còn những cõi số 6 trở xuống á vẫn còn vợ chồng, vẫn còn yêu đương. Càng cao chừng nào á mình không còn cái thân người nữa, mình chỉ còn màu sắc thôi, vô vi thôi. Lúc đó giống như mẹ với cha với Phật. Nhưng mà lúc đó á mình có thể transform
ở trên đó càng tu càng cao, giữ giới nhiều á, thì cái dimension của mình á, hiện giờ mình đang loài người là 2 dimension, một hai chiều, không gian 2 chiều, lên tới những vị thần là 3 chiều 4 chiều, mà lên cao cao nữa mà nó từ chiều số 1 cho tới số 64, là hàng tới 64 là rất là cao, là những vị Phật cha mẹ rồi đó. 64 có thể transform ra đủ hình thù trên thế gian này hết. Và mấy những vị mà lớn chừng nào á là họ gọi là không chết nữa. Không có chết, Phật đâu có chết. Giờ khi mà Phật muốn theo xuống thế gian để mà làm cái thân người để mà cứu nhân loại thôi. Sư phụ cũng đâu có chết, phụ cũng đã từng là ở trên đó rồi. Chỉ ngồi đây là cái xác này, ví dụ nó có già thì nó chết một cái cọng tóc của sư phụ thôi, là một cái chiếc thân thôi mà. Còn nói thật sự mà sư phụ vẫn còn ở trên kia. Còn những cái chư thiên giữ số 1, số 5 thì con là một cái chân linh, một cái chân thần. Con chết là con chết, con không có được chiếc thân, con không có làm được như kiểu sư phụ làm, con không có biến hóa được. Cũng giống như con chỉ có một tình neo, con không phải là distribution toàn thế giới. À, một là một, nó khác nhau nhiều lắm. Vậy mình phải giữ được bao nhiêu giới luật thì mới vô được khỏi sắc giới? 12 giới đó là thành Phật, là về chẩn. Nhưng mà muốn mà đạt được những cái cao siêu nữa đó là phải đi sâu vô, phải nhập thất. Nhập thất có nghĩa là gì? Nhập thất có nghĩa là ok, giống như vô cái container này ở đi, một cái chuồng cọp vậy đó, chịu nóng cực khổ. Mình nhịn được cái gì mà khó chịu nhất mà nhân loại nhịn không được, để mình ép sát. Rồi mình có nguyên tắc, đúng 12 giờ tôi mới được ăn cơm, 8 giờ là tới 8 giờ rưỡi tôi được đi nhà vệ sinh, chứ tôi những cái giờ khác tôi không được đi. Cái nghĩa là mình làm những cái quy tắc thì mình nhập thất. Thì từ đó cái mai của mình á, mình mục đích mình huấn luyện cái đầu óc, cái thần hồn của mình nó mạnh, nó vững, thì đó là con được lên. Ở thế gian này con huấn luyện được cái thần hồn mạnh chừng nào á là bằng như đủ cách hết. Giống như con đi shopping, giờ con lái xe ngoài freeway, một thằng mới nó không có tu tập, nó cứ qua mặt rồi nó hết bấm còi. Còn người mà có tu tập, lúc nào người ta xin nhanh mình cũng nhịn, cũng là một cái lối tu. Mình đi sắp hàng 2 tiếng đồng hồ mình không cảm thấy lâu. Còn có người vừa bước vô là cứ lụp chụp ngó. Có người vô nhà hàng người lô là muốn người ta đưa thực đơn liền, thì cái đó đâu có tu. Tu là phải nhẫn nại bất cứ thời điểm nào, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ nơi đâu, ở đâu. Mà tu mà cho siêu nữa, mà kiểu như mấy ông thầy á, là phải ăn chay trường, rồi phải ngồi trong đó nhập thất, rồi phải kêu một người nào ở ngoài á, đúng giờ đưa cơm cho mình. Trong đó là không có điện thoại, không có iPad. Nghĩa là mình isolate mình để mình tập cho cái tinh thần của mình nó vững như là sừng tê giác vậy đó. Thì lúc đó mình lên cao thành Phật. Còn dưới này á, mà mình cứ cà lơ mà nội mà sư phụ kêu đọc số 12 thôi, có đứa bữa đọc, có đứa bữa không đọc nữa, thì chỉ là hành tiên thôi, về chển đi, rồi sư phụ có đầu cho tu tiếp ở chển. Còn muốn mà đi một shot một á, là con sau này sư phụ sẽ làm một cái trường đại học của họ Thiên. Trong đó có những cái mà sư phụ sẽ đặt ra khó dễ, cái khó nhất á, là những vị sẽ giống như những thầy Tây Tạng vậy đó, những hòa thượng lớn vậy đó, là gọi là mở ngũ nhãn lục thông, tức là chỉ có vô ngồi thiền thôi, rồi ăn uống ăn chay vậy đó, rồi bắt đầu mới dùng cái thần thông của mình dạy lại cho những cái lớp thấp. Thì sau này họ Thiên chúng ta sẽ có một cái đại học Thiên Tâm để mà đào tạo, để mà lưu truyền thế gian này. Nó khác hơn bên Phật một chút. Còn bên nào thí dụ từ lớp 1 tới lớp 12 tới lên thêm 4-5 năm nữa, còn những cái người mà ít nhiều mà qua được 12 lớp của Thiên Tâm, ít nhiều cũng sẽ ra nắm giữ chính quyền lãnh đạo, thì cũng không có làm một cái quốc gia tan tác. Còn nếu mà đi sâu nữa thì thành Phật luôn.
hoặc là đi làm giảng sư khắp thế giới. Trong đó họ sẽ đặt ra tiếng Mỹ, tiếng đủ thứ hết. Cái là một là khi vô trường Thiên Tâm là một nhà lãnh đạo cao siêu nhất thế gian này. Hai là một nhà giáo sư giỏi nhất của tất cả các giáo sư, dạy lợi cho tất cả các giáo sư. Ba là thành thần, thành thánh, thành Bồ Phật. Đó là trường Thiên Tâm trong tương lai là vậy. Nhưng mà thù phải có một cái gì thù mới làm được cái hệ thống đó. Thù có cách. Cái gì có chỉ rồi. Thế gian này chưa có. Nhưng mà con người chúng ta mang thân phàm phải học đúng không? Chứ không phải vô cà lơ vô chùa. Đó, bữa nay ngày mai mình bác quan trai nha, bảy nấu 700 phần ăn cho mình nha. Cứ nghe cái Phật tử khoái, có ăn là chạy vô. Thọ bác quan trai. Ô, ngày mai mình có khóa lại sám hối nha, bảy nấu 1000 phần ăn. Cứ như thế gọi là tu à? Không phải, gọi là náo nhiệt. Tu náo nhiệt. Nó phải có trình độ, có cái tầng, có cấp đàng hoàng. Khi mà Thiên Tâm mình gọi là giống như trường West Point của Mỹ đi, hay là Harvard của Mỹ gì đó, nó sẽ đào tạo ra những nhà lãnh đạo lỗi lạc ở địa cầu này. Tại vì khi cái tâm của họ không còn làm việc cho cá nhân nữa, mà làm việc cho một cái đại đồng. Thầy của tất cả các vị thầy, tướng của tất cả các vị tướng, thần của tất cả các vị thần, Bồ Tát của Bồ Tát. Gọi là thánh phàm đồng cư địa là gì? Tức là xuống đây những vị Bồ Tát cũng tái sanh xuống, vô trong trường nó học một khóa qua để mà thành Phật luôn. Tại trên trời không có trường đó. Tại trên trời đâu có đói bụng, đâu có ai đút cơm vô để mình nhập thất. Còn trong này những cái khóa đó đó, nó phải rất là khổ hạnh. Mà tùy theo cái căn cơ của mỗi người nha. Còn người nào muốn thành tướng thì thành tướng, cũng ra trường từ đó. Thành thần cũng ra trường từ đó. Thành Phật cũng ra trường từ đó. Thành tiên cũng ra trường từ đó. Rồi Tam Đại Tạng Kinh mình sẽ dịch ra bằng tiếng Mỹ. Tại vì mình có cha mẹ kêu đạo Thiên á, là phải học Tam Đại Tạng Kinh. Những đứa họ Thiên không có hiểu chữ Tam Đại Tạng Kinh là gì. Tam Đại Tạng Kinh hả con? Chứ học một trang thôi con thành Phật rồi. Con không có giờ con đọc hết đâu. Thụ có trong hãng á, đây này Thụ con chưa đọc hết nữa. Nói mà đọc một khúc Phật mà ở chỗ mà cội Sa La mà nằm chết thôi. Mà cứ 2-3 năm mà còn quên sao. Thì giờ có cái ông mà đệ tử mà của Phật mà cho Phật ăn nấm độc chết á. Lúc cứ quên tới quên tên lui, tại tên Ấn Độ khó nhớ lắm. Mình chỉ nhớ phong phỏng vậy thôi, mà con đâu có phải dễ nhớ tên người Ấn Độ đâu. Thì mình có Tam Đại Tạng Kinh, chứ không phải là mình chỉ có cuốn kinh Thiên Tâm vậy đâu nghe con. Đó là chỉ là mỗi ngày giống như là cơm nước tương thôi, còn mình có quá trời luôn á. Nhưng mà cái đạo Thiên Tâm á, mới có phát triển, mới có ra lò, thì nó chưa có gọi là cái gì để mà sáng hết, để cho người ta hiểu hết. Tại vì một mình sư phụ không có vận động mê quỷ, sư phụ cũng bị hết cả tăng ni mấy vị thầy tẩy chay sư phụ và nói là để mà mấy vị ổng giữ cái sự cúng dường của Phật tử đó. Ổng ở dưới núi đâu có ưa sư phụ đâu. Cho nên hiện giờ sư phụ là hầu như là tác bời thọ địch nhiều hơn là để phát triển cái đạo trong lúc này nè. Tại cái đạo nó mới ra, nó như một cái hạt giống nằm dưới đất, biết bao nhiêu người đạp lên nó. Mà lúc cái hạt giống này phải thảy ra nhằm lúc mùa mưa nó nghe, mà mùa hè nữa nó còn chết nữa. Mà khi nó mọc lên rồi á, rồi á, bao nhiêu chuyện có thể làm cho cái hạt giống không có nảy mầm, là trong nhóm đệ tử có thể những cái chuyện không hay bị xuyên tạc nữa, rồi bị kẻ thù nữa, rồi bị con này con kia nó cắn nó ăn mộng nữa. Thì con nghĩ là cái đạo Thiên Tâm mình nó như vậy đó. Nó bị quá trời luôn, tám bời thọ địch. Một mình sư phụ tự phải lo, phải quyến xuyến, còn phải làm cho mấy đệ tử có mạnh khỏe, sức khỏe.
để mà tiếp tục. Mình phải lo người ở lại đây để mà giữ cái núi này khi sư phụ đi làm công chuyện chỗ khác. Nó có mấy cái đó nữa. Con giữ được hai dế là good rồi. Số 1 là giữ được đúng không? Rồi giữ được cái dế số 12, 12 dế đó nào thuộc không? Cái dế là số 12 á, nếu mà còn khỏe thì mỗi ngày đọc kinh được. Nhưng mà nếu mà cái người nào mà tới những ngày mà cuối đời và ra bệnh rồi, có tuổi đọc, tuổi không thì có gì là có được xí xóa thì sẽ phụ. Xí xóa không sao hết. Chỉ cần mình đừng có giải đãi, mình đừng có sao lãng. Sư phụ thấy trong đời sư phụ á, từ lúc mở chùa 2007-2008, bạn đạo hồi xưa tu giỏi lắm, hỏi 7 thì 7 người gần đây. Bây giờ những người đó bây giờ ra đời hết rồi, họ không có chịu theo xa như vậy. Họ cũng là hiền, mà họ cũng ăn mặn hết, không có còn ăn chay nữa. Những Phật tử mà thời lớp đầu á, đợt đầu á. Còn những cái lớp mà sau này bao nhiêu năm chùa Phim Anh sư phụ ít đi xuống, nó cũng những cái tùy theo cái lớp. Rồi con đường tu của mình nó cũng y như là con đi một cuộc hành trình lên đỉnh núi mình vậy đó. Hồi bữa có đứa lên tuốt trên đỉnh núi được đúng không? Có đứa đi không tới. Rồi có đứa đem theo có cái chai nước thôi mà cũng mang không nổi, còn dục giữa đường nữa, nhớ không? À không phải dễ đâu con. Là cuộc đời tu hành của Thọ Thiên nó là như vậy. Huống hồ chi á, mai mốt sư phụ không còn ngồi đây nhiều để gặp gỡ mấy đệ tử. Thế đây nội bộ sẽ xảy ra biết nhiêu chuyện. Đa số là phụ nữ, là bên đạo Phật là 350 giới ha. Nhưng mà mình có 12 giới dễ ập. Nó chỉ dễ chứ không phải dễ. Có cái giới mà không sợ già đó. Mà nội là mỗi ngày thấy Ngân nó phạm giới đó nó rồi. Tối ngày nó che mặt nó sợ nắng. Tao không sợ già. Nhưng mà nó cũng che mặt đó, sợ nám á. Vẫn chơi đó, ok. Không sợ già, không sợ nghèo. Không sợ bệnh. Không sợ nghèo là mấy con không sợ rồi đúng không? À, mình biết con đường của mình đi sẽ về gặp về cha mẹ trên trời sướng hơn. Dưới này tôi cũng đâu có mang theo được cái gì. À, là không sợ coi nè. Không sợ nghèo, xong không sợ già, không sợ bệnh. Bệnh nó thật sự mình cũng không có control được. Đến khi bác sĩ nó khám ra, nó ra thôi. Bởi vì mỗi lần mà con đi khám tổng quát á, về nhà rung, không biết cái kết quả như thế nào, đúng không? À, bữa nào nhìn thấy kết quả rất là mừng, bữa đó phải mấy con phải dẫn gia đình đi ăn tối. Còn mà khám ra mà rồi xong, thấy có gì lạ lạ đó, máu gì lạ đó, ung thư độc hay làm gì mình không biết. Trong hãng sư phụ làm nhiều lúc, có chị kia hồi xưa, đang làm mỗi ngày, gặp nhau mỗi ngày nói chuyện với phụ. Tự nhiên đau đáo cổ giống như là bị con ong chích gì đó. Cũng không có gì sưng nữa. Cái đi khám ra. Khám ra cái về khóc hụ hụ. Đó là bị ung thư. À, ung thư mà lúc đó cũng chưa biết là ung thư độc hay là ung thư lành nữa nha. Bắt đầu phải đi tiếp tục. Mà cứ thế mà ngày nào mặt cũng méo không. Mà, cái, mà trước đó một ngày là cười nha. Không đầy 3 tháng. Sư phụ tiễn ra ngay cái đường Mipitas thì chỗ Scott đó. Hiện giờ đang trốn đó. The first day cho tới ngày mà sư phụ mà đi đám ma là 3 tháng đó con. Mà là đầu tiên nó như y như là ông chích thôi. Ô nhầm gì ông chích du mà. Không phải tôi uống thuốc gì của ông á. Nhưng mà không biết đi làm sao không biết. Mà tới cuối cùng rồi 3 tháng đi luôn. Ra nghĩa địa luôn. Mà khi nó khởi ra nó rất là bình thường. Chuyện rất là nhẹ nhàng.
cách đây 8 tầng đúng không? Khoảng 8 tầng hả? Tức là chị Trang là vợ ông, bà chị dâu á. À. Hồi năm ngoái bà cứ đau đau ở bụng, cái đi bác sĩ Việt Nam cứ cho thuốc ô không nhầm gì đâu, nhiều khi tiêu quá rồi ăn không tiêu rồi đau đau, cái mỗi lần đi vậy bà cứ cho thuốc không à. Đến lúc mà bà chịu đau không nổi á, bà đi vô emergency của nhà thương á, thì lúc đó mới scan ra thì bà bị colon cancer thứ tư rồi. Mà bác sĩ Việt Nam mình là cứ cho uống nước không à, cứ đau không à. Cái sức con người mình á, nó mạnh lắm, nó kháng lại cái bệnh tật rất là mạnh. Mà khi nào mình sụm rồi thì mình sụm. Cho nên mấy con đừng có nghĩ cái đau chút chút là nó không quan trọng nghe. Đến lúc mà xong rồi cái bây giờ thưa bà bác sĩ đó sao thưa. Ông Thịnh bữa giờ không tính thưa đó. Giờ ông chết. Từ lúc mà ấy rồi đi về Việt Nam để mà từ giã gia đình rồi á, lên máy bay không nổi, nhà thương Việt Nam nói mày không có cứu nổi. Sư phụ mới lên trên này khấn, giết hai đứa con cũng còn nghiệm đứa 15, đứa 16 hay gì đó, 18. Với ông bố với bà già. Kỳ đó khấn không biết có đứa nào khấn chung không. Thì nhờ tha lực mấy vị để mà mang qua. Mang qua mấy vị nói là nhờ phước của sư phụ khấn, bà sẽ sống được. Qua cái Tết Việt Nam bữa hổm thì Trang vừa tức là mang được qua Mỹ là mừng rồi, tại vì lên máy bay không nổi. Thì qua tới Việt Nam thì đi rồi á, thì mấy câu chuyện từ bữa giờ kể đó, thì cái chân linh của bà hiện về cũng ngượng gái, cũng cỡ 18 tuổi, rất là đẹp. Lúc đầu thì không có biết tu, cũng không có tin sư phụ nữa. Sau đó là cảm ơn rồi này nọ, rồi cứ tới lui lui nói. Thì bây giờ thì cũng được đi về rồi, về trên rồi. Đó là nhà ông bố, nhà sư phụ rồi á. Thì nhà như trẻ phe giùm vậy. Trẻ chọt giùm đi về. Bây giờ bả về. Đó thì mà ngày mà phát hiện ra cái bệnh tới ngày chết, hình như chưa đầy 8 tháng nằm vậy. Ghê không? Ung thư ruột á, mà nó đau á nghe, mà không biết đau kiểu nào mà đến khi mà tá quả rồi á, là xong. Trở lại cái chuyện mà 12 giới của mình, đó là gì? Sống mà không có chịu giữ giới 12, không có đọc kinh. Tại cuốn kinh của mẹ chế ra cho mình đọc thiên tâm á, trong đó có lại 36 lại sám hối đúng không? Cái đó cực kỳ quan trọng. Ở ngoài kia Phật tử có đi chùa mà gọi là chùa tốt á, không phải là chùa cà gù cà gật hay là thầy sư quốc danh nha, là một năm cũng không có đủ, không bằng phước đọc một thời kinh của thiên tâm nữa. Thì cũng nói thật luôn á, là trong đó mấy con những cái bài sám hối mà những cái chữ trong đó đó là mấy vị chứng những cái lời trong đó, con lại dùm cho mấy vị trên cõi trời, tại trên trời á là mấy vị Bồ Tát mà mình lại sám hối dùm cho mấy vị. Mấy vị có cảm lòng không? Ở trong cuốn kinh Phật giáo chùa đâu có cái đó đâu. Không phải là tầm thường nữa đó. Thì con lại dùm cho 24 anh chị em của sư phụ với hết hoàng tử thái tử của dưới Long Cung nữa. Thì làm sao anh em của sư phụ với mấy chị của sư phụ mà không cảm động được. Kinh thiên tâm hay lắm á. Gán giữ 12. Không sẽ già, không sẽ bệnh. Mà thấy con bệnh cái mặt con buồn hiu. Không bệnh cái mặt cười tối ngày nhỏ. Nhưng mà giờ lúc ở nhà nó mới bệnh á. Phải lên đây đọc kinh lại đó, nó không có bệnh. Nhiều lúc mình sợ ra đường là bệnh, nhưng mà thật sự lên núi nó không bệnh. Để sư phụ nói là có thiệt, chứ không phải sư phụ nói để mà không có. Chứ không có cần thiết phải nói tốt gì cái núi này nữa, nó làm sao làm vậy. Con thấy ông học không? Qua mấy mùa Covid, ổng như con trâu giữa đồng vậy. Ổng có bệnh gì không? Mấy gì độ ổng đó. Con thấy ông già không?
trước khi thường mua nói năm 24 trôi ông bệnh á, mưa lăn với bà già chở về vô nhà thương tối ngày. Bây giờ thấy ông mạnh hơn cháu không? Ông đầu bạc á. Cái này có chứ vị gia hộ mình. Mình bệnh chút chút á, mấy vị phủ cá lỡ đi. Phụ không có bệnh. Không phải là tự không biết lý do gì. Có thể phụ ngày nào cũng lại sám hối yết, lại cha lại mẹ tối nha. Cháu ơi, cho con làm 50% lợi cho rồi. Chứ trần này nóng nực với allergy quá. Con làm phân nửa rồi, còn phân nửa cho con làm xong luôn. Cái này với mấy cái mùa hè hồi lúc trước Cali không có mưa đó. Trời ơi, nóng chịu không có nổi mà phải lên núi đổ xi măng đó. Hồi xưa những cái năm mà trước mưa. Chết nó không có hết. Chết tiếp tục một cái cuộc sống vui sướng hơn. Phụ nó thiệt luôn á. Đứa nào họ thiên chết là tiếp tục một cuộc sống cực kỳ thích thú vui sướng hơn. Còn sống á là một cái cơ hội ngàn vàng trong nghìn năm. Mình còn mang thân người để mình làm công đức. Sống cũng giống như là mấy con đang làm gì ta có cái bài gì mai túi ba gan lấy thế trả vàng đó là mấy con đang ngồi trong cái kho của hột sòn của cái trái đất này để tạo công đức. Cái đang còn thân người nè là giống như mình đang nằm trong một cái kho tàng vậy đó. Mình muốn lấy bao nhiêu vàng quý báu kim cương vậy đó thì bây giờ cứ lấy. Không, đứa nào hôm mua ba mấy trái bắp lại hả? Ông mua sư phụ ăn ba trái là con sống được 3.000 năm chẳng. Không thiệt. Thì làm cho bạn đạo mình vui, làm cho nó vui là có công đức. Mà cái đó không phải như vậy mà ban đêm mấy chư thiên cũng có ở đây hôm. Tức là mình làm một cái công việc nhỏ nhỏ thôi. Mình thấy nó nhỏ nhưng mà nó không có nhỏ nha. Lớn giống như bây giờ mấy con đi đường lên trên đó thấy một cục rác hay thấy một cái lon cái chai của ai uống nước dư bỏ con lụm thùng rác con nghĩ là không ai thấy hả? Thứ nhất là ông thân thần ổng đứng sờ sờ ông biết. Thứ hai có mấy ông rồng của mình đúng không, là mấy vị basic thôi. Còn mấy chư thiên là quá trời luôn, tổ đứng đó nữa kìa, tổ thiệt luôn á. Thì cái đó cũng là công đức. Trở lại cái chuyện cao đồ ngày hôm qua, ăn không lo ăn, bắp không thèm ngó tới bắp, cái ngồi ở ngoài đó lụm sư phụ đâu biết ông lụm gì, lụm tàn nhang, mấy cây nhang. Cái đó trong kinh Phật không có, nhưng mà cái mình làm như vậy là cũng để tốt, để cho mấy Phật tử phải hiểu sau này những lễ lộc cúng lớn mấy con cứ gom bỏ vô một cái thùng phi hết, cả nhang cả bông cả những cái gì á mình bỏ vào đó mình đốt, mình không có dục tùm lum là thì là tại vì nếu mà mình dục ở cái đồi núi nhẹ sau này á, nó nhiều nhang dục tùm lum cũng thấy cũng không có hay cái núi mình nữa thì cũng là tốt, nhưng mà nó không phải là tội không tội. Thì sư phụ đề nghị như vậy, sau này mình khi mình cúng rồi mình gom nhang lại á, mình bỏ trong một cái thùng đi, mình lựa một cái thùng nào để mình tối mình đốt nó luôn, giống như lò sưởi luôn vậy đó. Bông nữa cũng không có nên dục bông tùm lum la, và trong đó có những cái mà hình ảnh hay mấy cái gì mà của người ta lên đây thảy á, mà về Phật á mình cũng xá là mình đốt được, thì mình nên đề nghị như vậy. Đường Long, sáng giờ đi đâu? Sáng giờ con đi lên trên chỗ rồi. Hả? Chỗ gái. Gái? Dạ, nó học
Ờ, cũng có đây. Con của con hả? Dạ. Ờ, hồi đầu có biết. Nhưng mà đỡ mình gia đình. Ở bên Cali thì thiếu ở trường học. Ok. Nếu sau này á, tất cả những đệ tử họ thiên ở đây á mà có lên ở dưới tầng trời mà thấp với sư phụ mà cao sư phụ nhấc lên được. Bây giờ mình nói giả sử nha, mấy anh ông Trump không có tài kiểu nào nữa, ông cũng không có thể thi giùm con của ông, ông cũng có thể được làm những cái này. Ông có thể ông nói với ông chấm điểm hay ông giáo sư con tao á, thì ông kia ông chấm điểm công bằng chút con không bị ăn hiếp thôi, chứ còn con cũng phải tự sức con học đúng không? À, nhưng mà hả, sư phụ đặt cách chứ ông mà nó có lạm quyền được không? Sư phụ xuống đây á, sư phụ làm sai sư phụ cũng bị mệt á. À, thiên tử xuống trần làm sai cha cũng phạt như thường thôi. Thì cái kiểu hòa thượng nói xíu hồi xưa Phật A Di Đà có nói á, xuống đây hộ thái tử không hộ mà nhiễm trần theo tà đó là bị đọ như người thường. Ổng là Bồ Tát đó con, chủ trì chùa Phi Manh mình á. À, cho nên đừng tưởng mà xuống đây muốn làm gì đó là làm. Đi lên trên đường, con lần cha kể chuyện cho sư phụ nghe đó, con xuống trần lâu lắm rồi, lâu có nghĩa là 3 ngày ở trên trời á, là dưới đất này là mấy trăm nghìn năm mà lâu. Từ trước khi thời Na So, sư phụ đã từng ở những thành tinh khác, đi qua thành tinh này, thì thành tinh này mới tạo thiên lập địa từ thời vua Thần Nông rồi tới Châu Văn Dương rồi tới Tần Thủy Hoàng dài dài. Thôi còn nhiều kiếp làm vua lắm, mình không có kể hết được. Mình kể xa xa đó thì ok. Những kiếp gần đây nữa cũng có nữa. Đi từ Âu Châu, Ai Cập, rồi Ấn Độ. Ấn Độ cũng là công dân của sư phụ hồi xưa tái sanh qua bển. Người Tây Tạng hôm nay là hồi xưa sư phụ làm vua bên Tây Tạng là ông Sroan Trampo á, là đem đạo Phật vô cho Tây Tạng. Thì hôm nay mới có giao duyên nhiều thầy Tây Tạng là cũng vậy. Tại cái kiếp nào á, mà nó vừa đạo với vừa đời thì lúc đó cha lại xỉa xuống. Nghĩa là một tài tử đóng phim gì hay thì đóng phim đó. Còn chứ không phải là mình muốn làm cái gì mình làm được. Sư phụ vừa nói cái tên của ông vua ở Tây Tạng. Mỗi lần sư phụ nói chuyện á, đừng có cắt ngang. Cao đồ mỗi lần vô cái ý cái cao đồ cắt ngang à. Làm như phụ không có nói được hồi nữa. Ví dụ mấy ấy để người ta chấm dứt, lúc người ta nín thì không chịu nói đi, người ta đang nói thì dù có cái ý để nó tiếp tục nữa là không nghe tới tới cái khúc không biết là không cắt ngang à. 10 lần nhớ 10 lần rồi giờ tới xem coi đồ nói vua gì. Người nói ông vua Tây Tạng đó có phải dịch tiếng Việt là Sùng Tán Cán Bố không? À, chuyện đó mà không biết, mình biết là Sroan Trampo, coi đi. Yeah. Có nhiều thôi cũng cắt nó, trời ơi. Vì ông vua có tài lắm. Ông vua mà đánh vô nước Tàu, vô nhà Đường á, rồi cái công chúa của Đường Thái Dân á, phải gả, lúc đó là sư mẫu là công chúa của Đường Thái Dân. Vậy là ông rồi. Ông đó đó. Sư phụ giỏi về chinh chiến, với giỏi về mang cái sự công bằng lại cho một quốc gia. Thì y như Đức Thầy, tại sao kiếp nào Ngài cũng dùng thần thông, lúc Ngài làm Gia Cát Lượng cũng dùng thần thông để mà làm xích bích quả lửa để đốt tàu của Tào Tháo. Rồi lúc mà Ngài là Khương Tử Nha cũng dùng thần thông, phải không? Rồi lúc Ngài là ông Lưu Bá Ôm cũng giúp, chưa nói nữa, có ông kiếp làm... nói nhiều quá, tao nói mình nổ. Thật sự 100 năm tái sanh tới luôn là nhiều kiếp lắm.
cái gì tính không có hết. Mà tại mỗi lần có đồ cắt ngang thụ quên đi cái ý đầu, là cha nói á, con á, đồ hay quá, nhiều kiếp lắm rồi. Có những kiếp thụ phải đầu thai thành thú. Là kiếp nào biết không? Kiếp thời dinosaur, thụ phải làm chúa trùm của dinosaur nữa. Nó đâu có loài người. Để nó cũng là có linh hồn đúng không? Chúng ta có đứa là dinosaur nữa đó. Bữa trong hãng thì phụ coi, mày dinosaur à, nó là thú thôi à. Thì có một lần cha trên xuống, con làm đủ, đóng đủ dài hết. Đi từ hai chân cho tới bốn chân cũng có, bay cũng có. Nhưng mà phim nào ra phim đó. Phim này là phim Việt Nam phải không? Phim thời đại của Việt Nam, phim thời đại chiến tranh Biển Đông phải không? Phim thời đại của Hội Long Hoa, Hội Long Vân, phim thời đại của Phong Thần 2 sắp tái diễn. Mỹ Thâu lệ phẩm về ban Phong Thần. Sau này after all, sau khi hết Nga, hết Ukraine, hết Tàu, hết Đài Loan, hết Nhật, hết tùm lum la rầm rầm như kiểu này đi, thì nước Mỹ vẫn là nước cường quốc. Cho nên mấy vị mới cho cái câu Mỹ Thâu lợi phẩm, trời ban phong thần. Nếu một người nào ở ngoài kia chỉ cần nghe câu đó, bên Tàu hay là bên ấy, trên thế giới, Liên Hợp Quốc mà nghe, là cũng phải quản hồn. Không có thể nào mà đi ăn hiếp Biden nữa. Tại Biden chỉ là tạm thời xả cái nghiệp. Tại bờ trên đã nốt rồi là Mỹ Thâu lợi phẩm, trời ban phong thần, tức là nước Mỹ vẫn là cường quốc trong tương lai. Rồi có cái bài cơ gì mấy vị nói là khi Việt Nam mình xây dựng lại á, là nước Mỹ là nước giúp đỡ nghe. À, bên cạnh thì có chú Cờ Hoa, Lân La, có chú Chệt Nơi Na bên mình gì đó. Chú Chệt là không biết là Đài Loan hay là Singapore gì đúng không? Nhưng mà trong cái sấm cơ mấy vị nói đó là nước Việt build up lại lên đó là cờ hoa là Mỹ. Bên cạnh thì có chú Chệt Lân La bên mình. Thì có cái bài sấm bữa cái hồ đọc. Sấm cơ là đi hình nghìn năm sao mà sai được. Chỉ con người mình khôn quá, tính già, tính trẻ, rồi tính sai chặt lắc. Thì mới lì lợm cứng đầu, mới không có hiểu. Cũng may là 5 năm nay nói gì chúng đó mà còn bị chửi. Thù nói chặt rồi thôi. Không biết chuyện gì xảy ra ta. Mà xảy không xảy gì, sư phụ cũng làm thật lòng. Cái gì lời thiệt là thiệt, giả là giả. Thiên tử trên thế gian này không có làm giả được nha quý vị. Nó có thể là một thằng đẹp trai như sư phụ đi. Nó có thể là một thằng có bằng cấp siêu quần giỏi đi. Nhưng mà cuối cùng nó không có bảy dòng hầu ai, nên sao làm giả được. Cái đó là về mặt vô vi. Tôi không thấy hầu quang của anh bờ lộ hầu quang cho tôi thấy thì tôi mới tin. Ở Việt Nam vô mình nó hỏi nhiệt rồi, ok rồi. Cái đó thì để mày tu đi rồi mày mới thấy. Nhưng mà chán nó phải thấy. Đó là tham, phụ không còn tham nữa. Phụ mới mỏ mấy chục triệu làm công sức lên đây. Mà rồi nghĩ cách decorate cái giường này nó như vậy. Cái này gọi là cái giường địa đàn nè. Cái này gọi là giường địa đàn đúng không? Đẹp như giường địa đàn. Ai lên đây cũng thấy vui vẻ. Con nghĩ có 1 triệu hút mà mở điên làm kiểu đó không? Ở Việt Nam có nhiều người bỏ tiền xây dựng những cái ngôi chùa rất là lớn. Nhưng mà mục đích của họ cũng xây khách sạn trong để họ đem những cái người mà đầu óc khủng hoảng vô trong đó. Tâm linh ở đó họ thâu tiền thôi. Họ không có phải như kiểu mình. Sư phụ làm sao miễn, tuy là nó thô sơ nhưng mà nó lại làm cho một cái nơi, cái tâm của mình nó hỷ lạc thanh bình. Lên đây ai cũng có sự vui vẻ, cảm nhận vui thanh bình hết. Đó, tham là không có mới làm được chuyện đó. Sân, nếu mà sư phụ mà sân hả, thù lật mặt hết một đám mấy ông thầy quốc danh á. Ông nào mà sư phụ không biết, thầy Pháp Chơn, người ông Tịnh Từ, sư cô này, rồi ông thầy nọ, ông nào mà không từ lưa trong đó. Đa số ông nào cũng có vợ hết á. Tôi biết hết. Tôi đâu giống như bà Phương Hằng đâu, lật hết làm chi. Chưa nói nữa, mấy anh Việt Cộng nằm dũng đây nè.
trâu đầy ở dưới núi. Hồi đâu có sân với họ mà tối ngày họ kiếm chuyện với mình nè ha. Sân si, si là không có rồi đó. Si si mời, si có thể là thích, thích có thể là nói thích tàu đi, thích đồng hồ Rolex thì cái đó là thích. Nhưng mà có điều sư phụ nói thiệt, sau khi sư phụ giơ tay thời tài danh sắc thực thì ngày 16 tháng 3 năm 2017 sư phụ không có. Còn trước đó chưa thề thì chiếc tàu nó mua mười mấy năm rồi, chiếc tàu ngày hôm qua mình lái á, mấy cái đồ cũ à. Xe của sư phụ chiếc Bentley, chiếc đó 2007, sư phụ mua hồi xưa nó mới to nè, lúc đó con ghé lớn á, nó mới có 8-9 tuổi à, bây giờ nó 30 tuổi rồi. Con thấy nó mới nhưng mà thật sự nó cũ quắc rồi đó. Cái model đó là làm bằng tay, nó không còn là làm được. Đồ cũ không à. Cái đó đó là cái khác mà người đời không có làm được. Đại gia không có làm được. Đại gia con mà bước vô nhà của mấy ổng có thể là làm cái giường, cái bát do rất là đẹp, rất là mắc tiền. Nhưng mà mấy ông có cho ông bước vô hay không á. Tại vì đầu mấy ông nghĩ vô đây mượn tiền tao mà giả bộ mày té mày thưa tao à. Đầu tiên là tao nghĩ như vậy rồi. Cho nên mấy ông thợ mà làm xi măng với mấy ông mễ đó, mày biết mày làm cái này cho ai ngồi không? Ai? A billion people sẽ lên ngồi đây. Thiệt á, đâu mày có nhiều lòng vậy. Mày tin tao đi, mấy thằng xây gò thang á. Xây gò thang này nè, con thấy không? Hồi xưa thụ nói nó không có tin. Mấy thằng thợ hồ á, tôi nói mày làm đây là cả triệu triệu tỷ tỷ người lên đấy, mấy thằng nó quảng hồn, nó cứ nghĩ là chỉ có vài người lên à. Nó không phải, cái đó là của nhà mấy thằng tỷ phú. Còn cái này á, mày làm cho lưu truyền cả nghìn nghìn năm á, tỷ người á. Ôi trời, nãy mày nói mình tắt cái clip kia giờ này cũng ra 1 tiếng nữa. Vậy vậy cái nói lại khúc hồi nãy nhằn cao đồ chắc phải cắt bỏ à. Cắt không? Cần cắt không cao đồ? Cần cắt không? Không cần á. Sản nghiệp luôn, để là sản nghiệp. Mà cắt là không sản nghiệp á. Cái đời này á, quân thần đúng không, mà ngồi nói chuyện như bạn bè còn bị thần chặn cổ nữa chứ còn mà như kiểu thời xưa mà thời Châu Võ Dương á, ổng là vua ông ngồi đó, có quân thần nào dám chặn cổ ổng đúng không? Cái thời đại văn minh nó khác. Mình có hàng lần này á, không phải lần thường nha con, lần mà gác cổng Thiên Đình á, bữa nay xuống đây cái điển á, đừng tưởng là đá nha con, không ai vẫn chơi được á, phải gì nói mà trên trời xuống hạ phàm á.
Ok, rồi tắt cái này. Cái này ngay nhà cầu hay thôi á. Quá tốt luôn. Ok, ngay cái restroom luôn. Bây giờ nó có cảnh một này làm sao vậy? That's ok, không sao đâu. Rồi. Mai còn hỏi đừng có hỏi lớn tiếng. Người ta họ muốn biết lý do tại sao Bác Hồ bị. Ok, từ. Đặt máy con đàng hoàng đi. Thật sự Thiên Long sợ cái restroom nó cũng đẹp nữa. Bữa nay mình phải show up restroom màu trắng. Chứ ai đậu đó không mà không có chiếc xe nữa mới hay. Đúng rồi. Thế là ngay cái cảnh này ngay chóc luôn. Văn phòng đi thăm viếng Bác Hồ đó. Hay nó vậy mà. Mới đây sáng giờ cũng mấy tiếng ha. Lẹ thiệt đó. Sư phụ có em Ngọc Mai hỏi á, là gần đây em nghe nói ai tiêm vaccine rồi thời gian này bắt đầu bị tác dụng phụ khắp cơ thể, bị ngứa, sưng, đau nhức và biến chứng khác, là có thật không ạ? Có, nhưng mà nó là một phần nghìn thôi. Đây mình có đệ tử Mỹ Hạnh đâu rồi con, đứng lên. Mặt mày sưng phụ hết trơn. Ở kìa đó, bác sinh phụ đó. Ở đứng quay, đứng cười. Nó sưng chân rồi giờ sưng mặt. Cái bữa hôm sư phụ đâu không biết là bị gì, thấy tội nghiệp đệ tử ruột mình. Cái bắt đầu với đi về trên trời hỏi mấy gì có cách nào trị. Mấy gì nói là cái này tự nhiên nó sẽ hết. Tại khi nó vô những cái cơ thể máu nó không có cơ hợp á, là một trong phần nghìn thầy có tự đang ngồi á, cũng là cái nghiệp để xả luôn, mai mốt hết à, tự nhiên hết. Chứ bữa nó lo nó buồn nó cứ đi tìm thầy này bác sĩ khám không được, thì nó theo thời gian từ từ sẽ hết. Có phản ứng phụ á. Bây giờ bắt đầu đã bữa giờ mị mà bữa giờ đâu có ai chích vaccine nữa đâu. Giờ bữa giờ đâu có chích nữa. Nói bà cố tổ hay bà cổ tổ. Thật sự thường ta gọi là bà cố tổ. Tại vì có những cái danh từ á, trong cổ quyền của mình, ông bà cố, rồi cố nữa, mà xa xưa đó. Nhưng mà cũng nằm trong cái dòng họ. Thì đại số là gọi là bà cố tổ. Thì hồi xưa họ, những cái ông bà tổ tiên đó, không có biết tu, cho nên cứ lẩn quẩn cái thế gian này hoài. Họ đã từng đi xuống địa ngục. Mà thời đó tới lúc mà đẻ ra bà cố ông nào bà nội gì đó cũng không biết tu nữa thì đâu có biết cầu siêu đâu. Cầu siêu á, ở đây người ta nghĩ cầu siêu là sẽ về cõi A Di Đà, cõi Phật. Cầu siêu là xin cái giấy phép ra khỏi địa ngục thôi thì mới gọi là cầu siêu, chứ không phải siêu nghĩa là về trời. Tại ông bà là đang địa ngục mà ra khỏi địa ngục là siêu rồi, là khoái rồi, thì hôm nay được siêu thành ra cô hồn các đảng, không làm ma tức là làm cô hồn các đảng, đi vòng vòng mà đi về nhà kiếm con kiếm cháu rồi nhập vô này nọ, gọi là bà cố tổ. Rồi ở gì nữa ta, như lúc bà cố tổ mà biết
Tức là hồi xưa không biết tu, khi chết rồi thành ma lại biết tu. Thì từ đó thấy con cháu mình giàu có mà cũng không biết tu nữa, bắt đầu hành con cháu mình. Thấy con cháu mình ăn xài phung phí thì về bắt đầu mới làm cho con cháu mình bệnh tật này nọ, để cho nó biết tu. Tại chỉ có bệnh nó mới chịu quay đầu thôi. Con không bệnh sức mấy mà con mới biết được cha với mẹ. Mấy người có tiền dễ gì? Mấy anh kiến cận học giỏi rồi mà mấy ảnh mà không bệnh sức mấy mà ảnh đi vô nhà thờ, vô chùa khó lắm, đúng không? Nên bà cố tổ hay hành căn con cháu là mục đích là cho con cháu sạc nghiệp, để có tiền là tạo nghiệp. Ngày nào thấy nó cũng đi ăn nhậu, ngày nào thấy nó cũng lén vợ đi chở bồ đi chơi, không? Ngày nào thấy nó cũng lấy tiền làm mấy cái chuyện gọi là bất chánh, nhiều kiểu lắm. Tại vì bất chánh là nó làm cho con người vui, mà là thiện á, thiện hành động thiện á, thì người bị người đời cười, nó thằng này ngu không biết xài tiền, như kiểu giáo phụ vậy á. Tỷ phú không tiền, có nhiêu tiền làm từ thiện hết, thì mới gọi là tỷ phú không tiền, hoàng đế không ngai, thì bị người ta chửi là ngu, là vậy đó, khùng nó vậy đó. Thì cho nên họ không có muốn mang cái tiếng khùng, thì họ làm mấy cái chuyện tạo nghiệp. Thì bà cố tổ về ký đầu, bà cố tổ cho mày vô bị đốt củi, đốt lò, cho bắt trọng đốt cho sạch, để cho mày biết sợ, biết tu phải không? Nên bà cố tổ lợi hại lắm. Đừng chọc bà giận. Sao nữa con? Tại sao là bác Hồ bị đọa địa ngục? Ồ dễ ợt. Cái câu này để cho mấy đệ tử này trả lời. Đứa nít 5 tuổi cũng biết, cần gì hộ trả lời. Đây, hoặc là mấy ông già này trả lời chính xác hơn. Bác Hồ tại sao đọa địa ngục? Nó ngồi đó nói. Câu này dễ ợt. Ừ. Bởi tội bác nhiều quá. Cái gì? Bởi gì? Tội bác nhiều quá. Bác làm gì có tội? Bác... bác hy sinh cuộc đời bác chinh trắng mà. Bác đâu có tội. Trên lý thuyết thì bác hy sinh, chứ thực tế bác đâu có hy sinh. Người ta hy sinh cho bác thì có. Thực ra là cái câu mà sư phụ nói là bác Hồ ký 80 năm với lại cha mẹ đó, thì cái đó là một cái tội đã là lớn lắm rồi. Người mình mà làm ác một năm không thôi, đọa cũng biết bao nhiêu tầng. Cái người này hỏi là cái chi tiết ông làm nhẹ có. Nếu mà tội ác thì nhiều lắm, kể chắc thôi kể vắn tắt thôi nha sư phụ nha. Rồi, nội nguyên cái mà cải cách ruộng đất á, chết không biết mấy trăm ngàn người. Rồi tổng tấn công Tết Mậu Thân cũng Tết bao nhiêu người. Trước khi bác chết rồi bác cũng bao nhiêu người đi theo bác. Nhiều lắm, chứ không phải không? Mà bất thình lình mà kêu mà kể, chắc kể nhớ không hết. Thôi kể đại khái đi chị. Cái câu gì nói cái tội phạm thượng với ngài Trần Đạo, câu gì? Cái đó là bác xưng ngang hàng với lại Đức Thánh Trần. Bác đòi công của bác tương đương với công của Đức Thánh Trần mà. Sơ là tội của bác Hồ rất là nhiều, nhưng mà bây giờ nó chưa đúng lúc để ta khui. Cách đây không bao lâu mấy vị nói những cái gì mà che giấu, sắp sửa nó sẽ lộ diện ra hết cho dân tộc Việt Nam biết rõ. Còn cái tội trước mắt là đã đưa một cái thể chế gọi là thể chế tam vô, tức là tội nặng nhất, nghĩa là vô thần, tức là không có tin trời, không tin Phật, vô thần, vô gia đình, vô tổ quốc, nghĩa là các Marx Lenin cái đường lối đó là không có tổ quốc. Con người của mình không yêu quốc gia của mình thì để cho Trung Cộng nó yêu quốc gia của mình à? Cái đó là một cái tội lớn nhất rồi đó, không cần nói chi mấy cái kia nữa. Đại tội,
Thôi chỉ biết về tâm linh á, hồi lúc trước là bác Hồ ở tầng 36 địa ngục. Ngày đó mà kêu ông lên mà nói chuyện á, thì có ông Sơn Tinh Thủy Tinh với mấy vị lớn ở trên trời á, mới xuống đường ông lên, escort ông lên. Thì kêu ông lên, thì đầu tiên ông nói chuyện á, thì ông xưng tôi Hồ Chí Minh. Đó là mấy ông mà ở trong trại tù Nam Hà, Hàng Nam Ninh, Bắc nước Việt thời đó đó, nổi sung thiên lên lập tức đủ chửi liền phải không? À, không có chữ đi vô, đi em vô rồi phải không? Rồi bắt đầu cái ông cũng bình tĩnh, ông không có cự lợi gì hết. Ông nói cho tôi xin một điếu thuốc. Chắc bữa giờ bị nhốt cũng mấy chục năm không được hút điếu thuốc nào á, cũng ghiền phải không? Tại vì ở bên kia mà mấy cái anh mà tẩm liệm bác Hồ ở Linh Lăng Ba Đình á, cần phải đốt thuốc cho bác Hồ hút. Chắc mấy ông không có chịu đốt, tại mấy ông sợ bị hôi cái Linh Lăng Ba Đình nhiên biết mà để bác Hồ ghiền. Cái đầu tiên cái ông xin điếu thuốc. Thì lúc đó mấy bác HO ở trại tù Nam Hà, Hà Nam Bắc Việt á, mới lấy cái điếu thuốc đốt, đốt cái cắm xuống đất. Ông hút một cái rột trong vòng chút xíu à, là không cái tàn thuốc nó không có bị ngã luôn, vẫn đứng hút đã. Cái ông lấy tinh thần thoải mái là nó, ông kể chuyện. Ông nói là ông có dịch lỗi dân tộc Việt, nhưng mà một phần lớn là do thằng Đồng với thằng Dũng, ông đổi thừa. Tức là có ai mà dùng người chết đổi thừa đâu, ông nào cũng chết hết rồi. Ông 66, hai ông kia cũng 666, đâu có được gặp nhau, cũng giống ở tù Slim vậy đó, người ở chỗ. Thì có cái cuộc nói chuyện đó, thì từ đó tôi mới biết ổng ở địa ngục, 100% chuyện không có nói láo. Bồ Tát sống không có nói láo. Còn ở ngoài kia ai tin ổng là Phật thì cái đó là chuyện cười ra. Nhưng tới cái thời điểm này nè, mới gần đây thôi, những khi mà cơ trời chuyển động á, thì lúc đó sư phụ và cộng với những người khác xin ông ra khỏi Slim. Tầng 66 là đang như Slim nha, không bao giờ ra được khỏi Slim rồi. Là cũng như vẫn sáng ở giải thích là ra khỏi tàu chuồng cọp, nhưng mà vẫn còn lòng vòng trong khám chí hòa. Đó là hiện giờ là vậy đó, lúc này là đang vậy. Rồi mấy vị còn kể thêm những cái người mà nổi tiếng của mình á, giống như vua Bảo Đại thì còn đang bên Pháp trong cái chung cư của ổng lòng vọng đó. Rồi còn ông Nguyễn Văn Thiệu thì được cha phong, được thượng đế phong làm thần ở vùng Phan Rang. Ông là ông thần ở Phan Rang. Cái mình hỏi ông Nguyễn Cao Kỳ 34 bây giờ làm sao ta? Cái mấy vị nói ở hồ này nó được đầu thai rồi, bây giờ được 5 rưỡi. Thì bây giờ ai mà ở chỗ của ông sanh ra ngoài Bắc chỗ nào? Sơn Tây. Sơn Tây á, dùng giọng đó. Thì ai đứa bé nào hôm nay được 7-8 tháng mà cái mặt mà gọi là dê dê ha, thì cứ là đó là Nguyễn Cao Kỳ tái sanh đó. Trên nói gì luôn à. Rồi cái vụ hỏi ông Võ Văn Giáp làm sao, thì Võ Văn Giáp thì được trên phong một cái chức cũng giống như thần ở Bắc gì ta, Bắc Sơn, Bắc Ninh gì ở ngoài Bắc á. Chỗ quê của ông là chỗ nào, Võ Văn Giáp? Chỗ nào á, thì ổng động được một phong, một cái chức thần nhỏ nhỏ đó, cũng dạng giống như mấy vị thần của mình đây, không má Hồ này nọ vậy. Cái mình nói ở sao ông này cộng sản mà sao được phong thần. Bên cõi vô hình á, ở bên kia chỉ tính theo cái tâm mà yêu nước, mà có chút công lao với dân tộc á là được thần. Còn cái xã hội của mình cộng sản quốc gia là đó là một cái màn kịch, là một cái vận nước của một cái cơ trời của cái trái đất này, nó phải chuyển đi từ thời xưa thì giống như na bò né ong,
rồi thời La Mã, rồi bên Việt Nam từ thời Thành Cát Tư Hãn qua nhà Minh, rồi nhà Tần, Thủy Hoàng nào đại khác, thì đều là màn kịch. Còn ai mà tâm tốt thì đều phong thần. Nhưng tới thời hôm nay, cái trái đất này bề trên mới chỉnh đốn lại, là không có cho đánh nhau nữa, mà cùng một thể chế. Đó là thể chế thiên tâm, thể chế từ bi, thể chế của thời vàng kim, thể chế của Phật Di Lạc. Ngài sẽ cai trị cái trái đất này trong vòng mấy nghìn năm về sau. Không có còn pho tích, cũng không có còn đầm lầy, cũng không có còn cấp tiến, cũng không có còn cái đám chùm khăn đó, nó có phe của nó, mấy nước Trung Đông mà đạo hồi á, gọi là khói Arab, khói đạo hồi á, nó binh dịch nhau á, cũng không còn mấy cái đó nữa. Sau này nhân loại sẽ sống rất là trang hòa, rất là vui vẻ, rồi sẽ đưa cái trái đất này đến mà green, tức là không có còn bị Covid, không có bờ, khí hậu trở lại điều hòa. Hồi Tết sư phụ nói cái này, khí hậu điều hòa, thì hôm nay khí hậu Cali bắt đầu trở lại ổn định bốn mùa. Ở mấy cái hộ đây nó cạn nước thì giờ cũng trở lại nước. Bữa sư phụ nói Việt Nam sẽ có bệnh thì bữa nay có bệnh. Bữa hôm sư phụ nói là ở Việt Nam tiền thành tiền giấy thì đã thành tiền giấy. Phụ hôm nay nói lại Việt Nam sẽ có một trận chết đói khủng khiếp. Thì ai tin không tin thì chờ xem. Còn trở về mấy nhà lãnh đạo của mình á, thì là xã nghiệp. Khi mà chiến tranh Biển Đông xong xảy ra thì Đức Thầy sẽ xuất hiện, Đức Huỳnh Phú Sổ. Ngài sẽ đứng lên, sẽ điều hành làm lại hết một cái xã hội cho nước Việt, rồi sẽ để cho năm châu kính nể. Lúc đó mới về được, con hậu thiên rồi mới về. Còn hôm nay chúng ta cứ ngồi đây mà chờ, coi như đồng hồ á đã quay ngược rồi, đồng hồ sắp kế bên này đó, bất cứ kỳ lúc nào có thể xảy ra kế tiếp. Đó là, mà nói Bác Hồ không nói dài quá. Ok, okay, con hỏi tiếp đi. Hỏi thêm cái phần Bác Hồ thì xíu được không? Hỏi thêm Bác Hồ sao? Bây giờ ví dụ như sư phụ gọi ông lên, nó hỏi ông là có muốn coi như là khỏi bị đầy nữa, thì kêu ông báo mộng cho mấy ông lớn ở bên Việt Nam đi thiêu cái xác của ông, thì ông không có bị cực hình. Đâu cần báo mộng. Sư phụ báo mộng 5 năm mà nó nổi điên bển, nó có nghe lời đâu. Sư phụ nói là thiệt, ở trên kia phải thiêu xác Bác Hồ thì nước Việt Nam mới không có bị hành căn nữa. Mình dũng chữ hành căn đi, đủ loại hết. Bệnh đói, rồi kinh tế, Sài Gòn, thành phố Me, rồi đại khái là gọi là hành căn chung hết. Mấy con biết hành căn đúng không? Mà 5 năm nay nè, có... À, vậy là Phật, giờ thiên tử hạ phàm xuống trần mang giáp phàm, nói phải nói tiếng người, nói tiếng Việt chứ bây giờ ông lại đứng trên không mà nói vô bằng tiếng gió ai đâu nghe, sao máy nó thâu được, phải mang thân người kiểu này vậy mà không nghe nữa. Bỏ tay con ơi, tự vì mấy thằng này nó chỉ mượn cái xác ổng để mà nó đi hút, nó kiếm tiền để nó chuyển qua Mỹ chứ đâu phải là thương gì cái xác thúi đó. Cho lên chụp xuống mà ai mà không biết chuyện đó. Chứ cần gì báo mộng, hồi Chí Minh đâu có khả năng mà đi báo mộng. Không giờ không có lúc nào cũng có lính canh ổng đầy hết trơn, sức mấy mà được đi. Nên chứ cũng là cơ trời, cũng là do bà trên sắp xếp. Cái cuồng phiên á, nó tới khúc nào á thì mình coi khúc đó. Thì khúc này là khúc cuối cùng của phim. Không có. Ở cái máy này hết pin nè. Cái này cần có cái cục bự thì cục bự á, nó mới cái máy này hết. Cục của bữa sư phụ đưa trên á. Chơi hỏi tiếp đi mấy cái này. Việt Nam, Hồ Chí Minh muôn năm. Còn cái bài đó thì phụ thuộc lòng ngang quá vậy.
Bữa đầu tiên nghe mấy tăng ni ca bài đó là mình nghe mình thấy sốc rồi phải không? Ủa sư Phật đâu có biết Hồ Chí Minh là ai đâu mà Phật kêu ca cái bài này ta. Thời 2000 mấy năm trước làm gì có Hồ Chí Minh xuất hiện thời đó. Vậy mà bây giờ tăng ni cũng kinh điển thêm chế thêm này vô nữa. Tại tăng ni chỉ có quyền nói những gì trong kinh. Còn cái này chắc kinh này không biết kinh đâu á. Yeah, quá trời hay luôn. Cái cục của con đó. Thôi khỏi đi, khỏi cần đi thôi. Không nhưng mà nó thiếu cộng dây. Cộng dây ghim vô này anh nằm ở nhà buổi chút. It's ok, khỏi đi. Hỏi tiếp đi. Nói này cũng nghe được. Có em Hoàng TV hỏi là hiện tại có hai nhánh Thiền Tông ở Việt Nam. Chủ yếu là ngồi thiền đi về với cha mẹ, tránh chính trị. Gặp mấy đứa phá quậy liền nói không thì ao khỏi kênh. Còn mà ở đó phá chửi thì coi chừng không qua khỏi tối nay đó. Trên sạch sẽ không ai dám phá. Còn thiên tâm của sư phụ chủ về đọc kinh ngồi thiền đụng chạm chính trị và còn xin cho mấy đứa phá quấy. Kênh bị phá liên tục. Có phải vậy không? Chứ bây giờ ở hai ngoài mình mấy cái gọi là chống cộng cực đoan đi biểu tình Đàm Vĩnh Hưng. Mỗi lần ở Việt Nam qua là biểu tình. Con nghĩ mấy người đó là mang cờ vàng bay sọc đỏ đi biểu tình chống mấy tụi ca sĩ, chống người kia. Con nghĩ mấy người đó là cộng sản hay là mấy người đó là quốc gia? Cộng sản. Nó là cộng sản thứ thiệt. Thì tại sao thiên tâm mình là nó không giả vô được chứ? Nó giả qua đây, nó cầm cờ vàng bay sọc đỏ, nó chửi đã đảo hàng cái gì nâu lâu nào hả? Nô tài hả? Kêu Đàm Vĩnh Hưng là cái gì ta? Lao nô hả? Đại gái chửi thầm tệ. Nhưng mà thật sự á, là thằng nào mà chửi lớn tiếng, chửi dữ chừng nào, hăng máu chừng nào, thì ở đây á, mấy cái chi bộ phát lương đó nhiều chừng đó. Mục đích nó là xáo trộn. Cho nên hội thiên chúng ta đừng có để mắt mù nghe con, phải có chánh kiến. Con nghĩ Phan Kỳ Nhân ở dưới, cộng sản quốc gia. Con nghĩ Ngô Kỷ cộng sản quốc gia. Lúc đầu thì quốc gia nhưng giờ thiếu tiền à, ăn thua bao thơ thôi. Con nghĩ Trần Nhật Phong là gì? Con nghĩ Quy là gì? Mấy nói bạn cho bộ không có nào xu không quen. Nhưng mà tính theo bao thơ, tính theo phi vụ à, cân nhắc theo phi vụ. Cho nên cái thiên tâm mình á, nó không có ngoại lệ. Cái chiêu trò đó con phải coi á. Cho nên cái người mà cầm cờ vàng ba sọc đỏ đó chưa chắc là người của mình. Nó chỉ làm cho náo động. Mục đích làm náo động nó làm gì? Nó làm náo động để cho ai là người giữ nước. Sư phụ đang nói chuyện cái này là để cho cái lớp trẻ từ 18 tới 45 nó giữ nước. Sư phụ cũng phải đi về cây xanh chứ đâu phải mà ở đây chót chót hoài. Còn mấy cái bô lão này là cũng phải đi chứ. Nhưng mà mấy cái tuổi đó đó, nếu mà nó thấy mình ở hải ngoại náo nhiệt thì nó lại ôm ai? Ôm chân của ai? Âm chân của đảng là ngay cái bẫy của nó rồi. Nó nói mấy thằng bao que tối ngày tụi mày rảnh quá, tao ôm bác hồn sướng hơn ôm bao que, đúng không? À, nó làm tâm lý đi ngược lại, coi chừng. Còn trong cái họ thiên á là nó sẽ có cái đó. Cho nên tất cả những cái gì mà sư phụ nói mà nó không đúng á thì cái đó là người ta giả mạo. Sư phụ không có control được trên mạng. Bây giờ nó giả ông Trump á, nói tùm lum là cũng không có đúng nữa. Nó là bây giờ hình ảnh hay là phim nữa, nó làm ô quá trời. Quan trọng nhất, người nào mà ghen á, mà làm á. Ôi, nhưng mà con của ma quỷ nó đâu có ghen, nó đâu có biết làm cái chuyện phá hoại. Ngoài ra nó sanh để phá hoại. Ngoài ra nó sanh để mà nó đi mất xác mất hồn. Nó đâu có cần biết cái hậu quả nữa đâu. Không có được. Nó thiếu cộng dây. Okay. Cho nên cái đó là không đúng. Họ thiên mà có chánh kiến. Ai mà lấy làm cái tiếng tâm của thiên tâm mà người ta hiểu lầm là người đó bị tổn phước rất là lớn. Chú phụ là thiệt.
vàng là vàng thiệt, không phải là thao, cứ lấy lửa mà đốt, càng đốt nó càng sáng. Cho nên họ thiên tâm chúng ta là gieo duyên tự nhiên, không có phải như có marketing, không có ai làm internet phụ. Tới ngày hôm nay cũng dẫn cái điện thoại cầu vẹn nè, điện thoại iPhone 11, không có cần phải đi quảng cáo, cũng không bao giờ làm những cái gì gọi là ngoài 12 giới lực của cha mẹ đặt ra. Chỉ mang cái từ bi, mang cái thiện lành và chuộng cái thiện, không thích cái ác. Chứ Phù không có chống cộng, Phù cũng chẳng có chống quốc gia, Phù chỉ chống cái ác thôi. Cái đó là chủ trương của thiên tâm mình từ xưa tới nay. Cái ác là ai? Cái ác là Atula, cái ác là thiên ma. Nó chống lại với Phật, nó chống lại với cha, nó chống lại với thiên triều. Thứ hụ là con, thứ hụ ở trển cũng chiến đấu với nó kịch liệt. Xuống trần thì cũng như vậy nè. Rồi tất cả các con họ thiên nó giống như đám cù non vậy đó. Bị nó dụ, bị nó lừa, bị nó nhổ lông từ con cũng không biết nữa. Thứ hụ rất là mỏi mệt gần mấy chục năm để mà nói lên sự thật, để mà đưa tất cả những cái đứa con của Thượng Đế, của Phật Mẫu đi về trời. Đó là mục đích chúng ta. Còn mà chúng ta xuống đây mà gây gỗ với họ thôi mệt lắm. Khó độ. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ. Trái đất này còn sự bất công, Thiên Tấn Kiệt sẽ không thành Phật. Nhưng mà kiếp này kiếp cuối, bye bye mấy con. Kinh Địa Mẫu, mẹ có nói. Tại vì khi mà chiến tranh Biển Đông mà xảy ra rồi, cái thế giới này đâu sẽ ra đó. Bao nhiêu cái xấu, bao nhiêu cái đầm lầy của Mỹ cũng sẽ tác cạn. Rồi bao nhiêu cái Trung Cộng mà nó bu lì, nó ăn hiếp bây giờ cũng sẽ lòi ra hết. Thì có phải thế giới này không sẽ bình thường trở lại, là sẽ cái gì ra cái đó, sự bất công sẽ không còn nữa, thì sẽ hộ thành Phật thôi. Thiệt mà, chờ nói, chờ xem. Đứa nào tu dở lại gắn chịu nha. Tôi thọc cọng dây xuống, cọng dây dài lắm. Dài tới mấy tỷ feet, kéo. Xí sợ mấy con không có sức nắm. Nắm mà không tuột nữa. Tại vì bị gia đình, bị thân nhân, bị học sòn nó kéo chân xuống. Cái hồn mình như cái bong bóng, thấy hột sòn với vật chất nhiều quá, thương con thương cháu nhiều quá, giống như nãy ai hỏi cổ quyền vậy đó, thì là bị kéo xuống. Mình phải thả hết số không, mình không có chấp vô những cái vật chất thế gian mình mới đi về được. Thưa Phụ chưa phải là người tu, chưa từng có cơ hội để được mặc áo vàng, nhưng mà tham sân si Thưa Phụ buông được hết. Còn mấy thầy thời này á, tham là quá trời, một chùa thành hai chùa. Sân mấy ổng vẫn còn sân, dành Phật tử gây lộn đó ngày. Si thì mấy ổng vẫn bồ bịch, bê đê nữa. Cho nên mấy ổng đầy đủ hết, không thiếu thứ gì. Còn cái phụ mặc đồ này, nhưng mà ba cái đó phụ sạch đó, không còn á. Lạnh cả người, đi đâu cũng sợ, làm gì cũng sợ, sợ cả chuông điện thoại. Cô ấy đã đi khám nhiều bác sĩ nhưng bác sĩ không tìm ra bệnh. Em nhờ chú Kiệt xem có thể giúp cô ấy thoát khỏi tình trạng này không ạ? Nó bị dông, bị trượt á, mà không biết bị gì, một là dông hay là bị bùa ngải thư ém. Chỉ về Thiên Long Sơn á thì quả mai, chứ còn ở xa thì sao làm được. Chỉ đọc Lăng Nghiêm, nhưng mà nó đọc đâu có được. Hôm nay còn có gì ăn, mời đại. Có đồ ăn nè, vô đây ngồi chơi. Tại Nhật Phương đang phỏng vấn em. Phỏng vấn đây con. Có một người hỏi là Việt Nam đang có ông nhà ngoại cảm Quân Minh của kênh triều đình. Của gì? Của kênh triều đình. À. Sư phụ,
có nghe không sư phụ? Nghe anh sao nữa? Thì chỉ hỏi là muốn sư phụ nói về cái người đó cho họ biết để họ rõ sư phụ. Chắc chắn là vậy. Sư phụ lo chuyện cho ông xong, hồn ai nấy giữ. Một mới thì ổng là ai, dù đâu biết mà cần gì phải đi hỏi ổng, dù đâu có rảnh đâu mà đi biết giờ ổng làm cái gì. Ổng nói cái gì, ổng đó là ai vậy? Con không biết thì chỉ hỏi ông là... Bình, sư phụ. Dạ, cũng hả? Hơi, ông đó cũng bên sư phụ, con có coi ổng một lần rồi. Bình là gác nha, bình cho đã, rồi đưa lên vàng quả, cái lấy lửa đốt vàng quả. Thôi sợ, đừng khen sư phụ, cũng đừng có chê, là sư phụ vui rồi. Đứa nào đừng khen, đừng chê. Mà đừng ngưỡng mộ quá, chỉ theo cha, theo mẹ, theo cuốn kinh. Ngưỡng mộ quá cái thành ra tình cảm cá nhân. Lấy tình cảm đó thương đại đồng luôn đi. Thương anh chị em cho nó vui hơn, chứ thương mình chứ phụ làm gì. Đó là kiểu độc tài á. Đâu là thần thánh chứ không phải người phàm đâu. Anh nói này hơi ngã mạng, xin lỗi. Thôi chỉ là thiên tử con trời. Ô Bồ Tát sống chứ. Hồi xưa Đức Thầy cũng bị chửi, chứ giờ thời nay á, thì sư phụ tái sanh lại là một vị Bồ Tát sống thì nó là Bồ Tát sống thì là thiệt, chứ mình đâu có phải là ngã mạng đâu. Mà có nhiều người lên mấy kênh comment nói ồ thiên cơ bắt khá lộ. Ủa? Không lộ sao cứu được mấy chục triệu người thời nay? Cha cho lộ thì cứ lộ. Mà thời trước đây mấy năm trước sư phụ á, giữ như là dũng người ta mèo dấu phân vậy đó. Trời ơi, lên trên núi ha, người ta chửi thành tệ. Có thằng cha kia là cộng đồng chỉ mặt sư phụ, mày á, mày muốn mở cửa núi á, kiệt, mày muốn mở cửa núi á, mày phải hỏi qua tao. Ông vỗ ngực vậy. Trời ơi, sư phụ là thiên tử mà nó chỉ là một con chuột thôi á. Nó đầu thai mà nó lại hung dữ với mình vậy. Cái mình nói sống tao không có làm gì mày đi, mày chết đi mày biết tay tao. Tao bên kia, tao là quái phong lắm, tao có nhiều binh tướng bắt mày ra. Nhưng mà mình nghĩ qua, ôi chết cha, tôi xuống đây độ chúng sanh, tôi đâu có được giận ai. Cuối cùng cũng khấn cho con chuột đó. Chỗ nó đầu thai lại, nó dữ lắm. Mấy con chuột cống. Cho nên là ở cái vị trí này là đường nào cũng bị thua hết. À, người ăn hiếp mình cũng khấn cho họ. Còn người mà không ăn hiếp mình cũng khấn cho họ. Đó là nhiệm vụ kỳ này. Kỳ này nó có màn ba. Nếu không có Hội Long Quai, sư phụ không có ngồi đây. Nếu không có Phong Thần Hai, sư phụ không ngồi đây. Nếu không có một cái cuộc tận thế, tận diệt sàng lọc, sư phụ không có ngồi đây. Nếu không có chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, địa chấn, sư phụ không có ngồi đây. Nếu không có hàng triệu 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 người chết một cách rất là bất thường, tôi cũng không có ngồi đây. Nếu không có những cái chuyện biến đổi của cả một cái địa cầu này, từ thời tiết cho tới nhân tâm của con người rất là hung dữ, sư phụ cũng không ngồi đây. Nước Việt Nam năm 1965 ba miền Bắc Trung Nam. Ở ngoài Bắc thì B-52 nó bỏ miền Nam rồi, đầm già cán gáo, nó xịt lửa xuống, nó bắn xuống. Miền Trung thì xe tăng đại lộ kinh hoàng. Lúc đó cả nước Việt mấy chục triệu, 50 triệu dân khấn lên, trời ơi cứu con, đúng không? Chạy giặc nè. Mỗi lần mà máy bay trên trời bắt đầu nó bay là ở dưới đây dân kêu gì? Trời ơi cứu con. Miền Nam cũng vậy, đang gặt lúa, đang cày lúa, đang đập lúa vô bồ, thấy đầm già cán gáo chạy tới, trời ơi cứu con, lặn xuống đìa chốt, đúng không? Thì lúc đó cha mới đạp sư phụ xuống một cái thì mới sanh ra đời. Không khấn sư phụ đâu có ngồi đây, thiệt á. Ở trên nói vậy, Bồ Tát ra đời phải đúng lúc, đúng ngày, đúng giờ, là vì chúng sanh cần thì sư phụ mới ngồi đây. Đến khi mà thương ngồi đây nói 5 năm thì cũng có mới ngồi đây nè. Con muốn một lượt á hơi khó à nghe. Đó phải kiếm Khoa Lắc với Đàm Vĩnh Hưng đồ, nó kéo cả nước, nó kêu cả nước mặc áo vàng gõ mỏ. Có thể Đàm Vĩnh Hưng làm được là cả nước sẽ nghe đó. Cả Bắc Trọng cũng phải mặc áo vàng gõ mỏ luôn, tại vì nó thế lực mạnh mà. Sư phụ không có khả năng đó. Ô chỉ có thể gieo duyên một cách tự nhiên,
họ thiên chúng ta là tự mấy con á, có cảm nhận, có cảm giác, có trí tuệ, dùng trí tuệ để mà phân tách, để mà cho tốt linh hồn của mình, đời sống cũng vui vẻ, mạnh khỏe, đi cũng đi về đúng chỗ. Còn mấy ông quân quân thì không có biết ổng là ai. Thế nhưng mà nói chung lại, thù chỉ nắm được cái ý. Ở ngoài kia nó phải có trên 15 thiên tử giả, tức là minh dương giả, thái tử giả xuống trần. Đã có gần mấy chục năm rồi. Hiện giờ thì thái tử thiệt mới xuất hiện gần đây. Ở ngoài kia ai cũng xưng là Phật Di Lạc, phải có 30 Phật Di Lạc giả. Thì lúc đó đó Phật Di Lạc thiệt mới xuất hiện, Đức Thầy mới xuất hiện. Thì cái gì nó cũng là vậy hết. Thì cho nên ai ngoài kia xưng này xưng kia là cũng đều đúng, nhưng mà đúng theo cái ý của họ thôi, không có chánh nhanh. San Francisco có Cao Đức Toàn, nó cũng xưng là thiên tử đó, cũng có biết nhiều nghìn nghìn người theo á. Con kêu kênh đi Long Hoa Mật Tạng đó, chồng của ông Thảo mình đó là trong nhóm đó, nó lên đây chửi cho phụ hoài, nói thiên tử là thầy của tao, mày không phải thiên tử hay là Phật. Con vô con kiếm đi. Cái mà nhiều lắm, nhiều thiên tử lắm. Cộng sản nó khôn, dựng trước. Giống như nó làm cái dù sẵn vậy đó, khi mà bị máy bay bắn rớt không có dù đu. Còn cái dù này nó nghĩ là dù này dù dởm. Dù này mới là dù thiệt, tấm nệm nè. Hạ cánh an toàn là chỗ này. Nên nhiều người giả ngoài đó, sư phụ cũng không biết là giả thiệt nha, nhưng mà thời nay chuyện gì cũng thể xảy ra hết. Sư phụ, cái em David Trần nó hỏi là khi mình ngồi thiền tự nhiên có một dấu hiệu ở trán nó cứ sừng lên, có cảm giác như con mắt thứ ba, có phải không? Cứ tiếp tục, nhưng mà nó phải đừng có ngủ gục. Khi ngồi thiền, khi đọc kinh, biết bao nhiêu nghiệp, biết bao nhiêu chuyện lạ nó xảy ra. Cho nên mỗi đứa đó, mỗi người đó đều có một cái sự việc xảy ra khác nhau, chứ không phải là người nào cũng giống nhau. Người buồn ngủ, người thì nóng nảy, có người lạnh, đủ kiểu hết. Nhưng mà kiểu nào cũng là thời gian đầu. Lý do tại sao nó xảy ra hiện tượng đó là vì nghiệp nằm ở trong cái lại gia thức của mình. Hồi kiếp trước á, mình làm lính của Bác Hồ đi, mình đem cha mẹ mình ra cải cách ruộng đất á, rồi cái mình chôn sống, mình để cái đầu lên, rồi có cho xe máy cày cán đứt cái đầu. Thì lúc đó mình hôm nay tái sanh lại, mình cũng có tội đúng không? Thì lúc đó cái đầu của mình nó bị nhức. Cái hồ chí dứt, ví dụ là nó đều có lý do trong cái lại giải thích. Thì khi bắt đầu hôm nay á, hey, hồi xưa mày lái máy cày, mày nghe lệnh Hồ Chí Minh, mày cắn đứt cái đầu của tao. Hôm nay á, làm sao mày xóa nợ lẹ được? Tao phải báo cho mày, tao phải đòi nợ. Ông Trường Chinh, sư phụ nói ông Trường Chinh. Trường Chinh á, thì ông cũng bị á, cho nên ông tét từ trên lầu xuống nát cái đầu á. Ừ, con coi đi, ông cũng chết rồi. Cái gì nó cũng có quả báo. Ở trên đời này á, con đổ qua ly nước chút xíu cũng có quả báo. Thú hồ với con làm mấy cái chuyện khủng khiếp mà không có gặp quả báo. Con có thấy bất cứ cái thằng giàu nào, mafia nào, drug dealer nào, những ông lãnh đạo của Việt Nam, sân trước sân sau hay những ông dữ dằn á, có ông nào mà cuối cùng cái tuổi già sung sướng không? Con tìm ra người về chỉ sư phụ coi. Khó quả báo mà. Thì cho nên khi ngồi thiền, khi đọc kinh, những cái hiện tượng là sẽ xảy ra rất là nhiều. Khi mình muốn trả nợ mà trả ốp một cái một, nó không có chịu, thì mình phải sám hối, mình xin nó, mình xin cái nghiệp đó, thì mình từ từ. Mà cũng may là nó hiện lên những cái triệu chứng này. Còn nếu mà nó không có ngồi thiền, nó không có, tại ngồi thiền là cái khi mình ngồi im chỗ,
mình không có tạo nghiệp, tại mình nín thinh thôi, mình đâu có nhúc nhích đâu. Nhúc nhích là có thể tạo nghiệp, tại đạp con kiến là có thể tạo nghiệp, chứ ngồi thiền là không có tội. Và đồng thời mình trở về cái chủ nhân của mình, là cái chân không của mình, cái tánh linh của mình. Thì nghiệp nó đổ mà đổ chậm, còn nếu không ngồi thiền á, lúc nó sẽ xảy ra những cái chuyện chết luôn á. Có thể là những người chết yểu đó là do nghiệp nó đổ. Còn khi mà lớn lên mà biết tu mà chưa đến lúc mà nghiệp đổ á, thì nó đỡ lại. Thay vì bữa đó mình ra đường mình đụng xe chết, thì giờ bữa nay mình đụng chỉ bởi cái fender, cái mũi thôi. Bảo hiểm nó cũng thường, cũng là đụng. Cho nên người mà biết lên núi, biết cầm cuốn kinh Thiên Tâm, biết cha mẹ sớm ngày nào, nó thay đổi cái vận mệnh mình lẹ chừng đó, cực kỳ. Nó cũng giống như là một người ở Việt Nam chưa biết nghĩ mình tương lai mù mịt như thế nào, tự nhiên cái con người ở Mỹ về bảo lãnh mình đi qua Mỹ, cái làm giấy tờ cho mình qua Mỹ, cái mình được lãnh sự quán của Mỹ approve cho mình qua Mỹ. Thì mình qua Mỹ tương lai thênh thang đúng không? Mở một tiệm nail, mở 10 tiệm nail. Còn Việt Nam á, mình đang nói mấy cô gái đi. Ồ chết cha, tôi lên Sài Gòn mở làm cho quán karaoke cũng đóng cửa hết hể. Mà tôi lên làm bồ mà bồ theo hợp đồng á, theo tháng, theo năm đồ, cũng không có đại gia Việt Kiều về nữa. Cũng ế, không biết làm gì để mà nuôi gia đình ở dưới quê. Rồi đi qua bên Đài Loan á, mà để mà sanh giùm á, cũng không biết ông già nào chịu để cho mình sanh giùm nữa. Tức là mình nghĩ tương lai mù mịt. Mà tự nhiên có anh kỹ sư đẹp trai về, hiền lành phải không? Họ Thiên đúng không? Họ Thiên là theo sư phụ là phải hiền phải không? Mà cũng phải cái kiểu như sư phụ nữa, cũng phải biết lái tàu, biết đời đúng không? Cũng phải kỹ sư đồ, mà chế di mạch đồ, khoái bắt đầu tướng cũng ngon lành nữa đi. Bắt đầu làm giấy bảo lãnh là được qua Mỹ. Thì đó là cái sự khác biệt là vậy. Thay đổi cuộc đời. Hả? Có mà, trời ơi, Hội Thiên Hải nè. Bữa nay Hải thầy thụ nó mở thêm cái tiệm sửa xe, con thấy không? Nó mở cái đó một tháng nó có thể dễ dàng làm cả 100.000 đó con. Đừng coi thường Hải mình, Hải kia mình á. Trời ơi, sửa xe nhiều chiếc vô nó quốc 5.000 như chơi. Mở sửa 10 chiếc thử. Cũng đang độc thân. Chết cha, trên mạng rồi đó là tao kiếm Hải. À còn hữu tính của mình nữa, trời, đang độc thân. Trời, hữu tính đẹp trai nè, thông minh nè, phải không? À, chủ nữa. Nó ở cái nhà nó bự khổng lồ có một mình nó con. Nó cần có người dọn dẹp nấu cơm. Trời nó. Ô, nhiều nhân tài lắm họ kia mình. Bạn muốn hẹn hò với chị. Hả? Bạn muốn hẹn hò với chị. Sư phụ, có người Tảo Sang Phú hỏi là Trung Quốc có mặt trời nhân tạo thành công, ngài có biết không? Ồ, quỷ mà. Nó xuống đây nó chặn 14 cái đập thượng nguồn để cho đồng bằng sông Cửu Long mình hôm nay không có thu nhập lúa gạo để nó diệt chủng dân mình. Nó cứ nghĩ là nó thế thiên hành đạo, nó lấy một tay nó che ông trời. Đó là tâm của ma quỷ nó vậy. Nhưng mà con nghĩ đâu phải là dễ đâu. Không bao giờ nhân tạo mà làm che mặt trời hay nhân tạo làm mây giả đồ. Mấy cái đó không có. Rồi cũng có một câu hỏi của cái người đó luôn. Sư phụ nói là Trung Quốc có rồng có cánh hay khủng long đã nghiên cứu thành công. Bác sĩ bị cắn đang bị theo dõi điều trị tích cực với nồng độ cao nhất của khủng long, thương ngài Thiên Tuấn Kiệt xử lý ra sao? Nghe nói sẽ nhân rộng mô hình ra thành quân đội khủng long, nếu khủng long có lửa thì sẽ tiêu diệt nhân loại rồi. Yeah, nó làm để cho mấy cái thằng đó hỏi tên gì? Tên là Bảo Sang. Mày chắc cỡ 12-13 tuổi. Ở đó cho Bảo Sang sợ quá, kêu ba Bảo Sang bán nước Trung Cộng vô rồi để khủng long đừng có tấn công vào Việt Nam. Tại vì nó đưa hang khủng long nó đi, nó dặm nát Hà Nội, dặm
Đúng là khùng. Bởi vì ở một cái chế độ mà cái trí thức nó thấp á, trời ơi mình khó dạy là vậy. Ở Mỹ này đã khó rồi đúng không? Mà ở Việt Nam mà con mà dạy nó hiểu sư phụ nói tiếng gì là càng khó. Sư phụ chỉ biết như vậy nghe con, nó tên gì quên là Bảo Sang. Sư phụ chỉ biết nhận mày đệ tử luôn á. Sau này Bảo Sang gán giỏi lên để mà tiếp cận với người UFO. Tại vì người UFO sau này nó sẽ sống chung với nhân loại chúng ta. Nó sẽ là những đàn anh dạy cho chúng ta một cái kỹ thuật mới để đưa cái trái đất này đến thanh bình. Hiện bây giờ là ai chế vũ khí giỏi là người đó bu lì ăn hiếp nước khác đúng không? Rồi ai có vũ khí hạt nhân là người đó đi hăm dọa nước khác như kiểu Nga rồi này nọ. Sau này sẽ không còn cái đó. Thằng dế vô nó chế ra một loại một. Có nghĩa là những cái gì mà kích động bằng lửa đó sẽ không hoạt động được. Mà con nghĩ trên thế giới này bất cứ gì á, F-35 hay là đại thất hạm đội hay là quả tiễn tầm xa hay bất cứ gì cũng đều là lửa. Thì sau này con người chúng ta sẽ sống thanh bình là nhờ có những cái khôn ở một cái xứ xa đưa đến. Nó có những chuyện rất là hay khi mà thời vàng kim á. Mà cái vấn đề là hôm nay chúng ta có phước để bước qua cái thời kỳ đó hay không? Hay là chúng ta cứ còn hiện bây giờ bữa nay Nga còn bày đặt. Sư phụ nói rồi, bữa hổm là hăm dọa đánh cái gì, cái thành phố cái gì, Bunat hả? Cái gì hiện giờ kêu là gì ta? Thành phố gì mà đánh bữa giờ đánh. Bunat gì đó, mà đánh không xong á, rút lại á. Chứ nó cho mày đánh hoài đi nữa cũng không giờ thắng. Tao đã khấn rồi làm sao mày thắng được. Ở núi Thiên Long Sơn mình đã khấn rồi. Cho nên dầu cho nó đánh nó làm kiểu gì đi nữa. Bây giờ Trung Cộng có đưa máy bay, đưa xe tăng, đưa cái gì qua, thằng Nga cũng vẫn thua. Giữa khác biệt, giữa con người, trí tuệ con người và trí tuệ của bề trên nó khác nhau dữ lắm. Huống hồ chi là mây giả, là mặt trời giả. Đó là ma quỷ nó mới nghĩ ra mấy cái đó. Sau này, đó là về mặt high tech. Sau này khoa học với tâm linh đi song song. Về tâm linh, những đứa con hội thiên sau này ngồi nhập định sẽ nhìn thấy được chư thiên đi đầy sân này và có thể nói chuyện qua được. Cũng giống như kiểu sư phụ bữa giờ nói trên mạng. Nhân loại không có cuốn sách nào có. Làm gì mấy ông thầy biết là Phật Thích Ca có một cái tên là Diệu Nhãn. Đúng không? 1,000,000% là thiệt. Làm gì biết ở ngoài xa kia 8 tỷ ánh sáng có một cái thằng Kiệt đang hoạt động ở bển, đang để mà làm cho cái trái đất đó. Trái đất lớn hơn trái đất này gấp 80 lần. Nó có khoảng 50 mấy tỷ dân. Chú Phụ cũng đang là một người bên kia. Nhưng mà cái thân người á thì hình thù con lằn á. Lý do thằng lằn là gì? Cái vỏ trái đất của nó với cái không khí của nó cần có một cái lớp da cứng thì cần phải lanh lẹ. Chứ mà đi bộ kiểu này chút xíu ở đây có mấy mai thôi là mình thở muốn chết. Không có chuyện đó. Nó tùy theo mỗi cái hành tinh, sư phụ mới đầu thai vô hành tinh đó phải giống cái người đó. Nhưng mà cái cốt lõi vẫn là cái chiếc thân nó đầu thai vô để nó giáo hóa cái dân chúng ở đó. Cái này kinh điển đâu có nó biết mấy vụ này. Nó là thiệt luôn á. Sư phụ, cái câu cuối cùng cái này không phải câu hỏi mà con trên nước. Có cái anh này tên là Trần Viên Anh. Tôi rất hạnh phúc khi được sư phụ vẽ trên trán. Về đến nhà tôi không để ý, nhưng sáng mai thức dậy tôi phát hiện trên trán có hình vuông. Và bây giờ hơn 2 tháng mà dấu ấn vẫn còn. Cái đó có thiệt không sư phụ? Thiệt chứ. Mà những đứa lúc mà sư phụ nhảy dù xuống, lúc mà nước Việt khấn về trời, trời ơi cứu tôi, trời ơi cứu tôi, thì cha mới đạp sư phụ xuống. Đúng không? Khấn thì cha mới làm. Thì chúng sanh cần thì cha chó, thì lúc đó xuống thì nó cũng là một những chư thiên ở trên trển. Trời ơi,
thầy cho tôi xuống, tôi phải nhảy theo. Thì nhảy theo đến lúc mà năm 2014 rồi mua cái núi này nè. Ở trên mới về nói, sau này á, sẽ quy tụ lại hết cái đám nhảy dù mà lạc tùm lum á, lạc ở Iowa, lạc ở Houston, lạc tùm lum hết. Thì mới quy tụ về đây, mới lập lại một cái, những người gọi là cái sứ mệnh. Thì những đứa đó, đó nó có sứ mệnh mà lâu nay nó quên. Thì đụng cái ngón tay này vô á, là cái thiên ấn nó có. Thiên ấn chúng ta, những người nào có chân mệnh cao á, đều có. Nhưng mà nó là ấn loại ấn gì nha, ấn quan quyện hay là ấn vua khác nha. Hộ là ấn vua, có mấy ông rộng đây nè. Cái đó có đó. Hả? Em nói là sau 2 tháng rồi. À, có. Nhưng mà phải tu tập tiếp tục. Chứ xuống đây đâu phải ai cũng nhớ hết. Sẽ quên, nó sẽ đi lạc đường. Ok, xong chưa? Rồi, con hết câu hỏi rồi, không biết có ai hỏi không? Không có câu hỏi. Không có câu hỏi. Cái máy này không có xài được. Rồi cái đó cũng hết xài được luôn. Lúc thiền mà nếu mình thấy được ánh sáng màu hồng thì đó là hiện tượng gì hả sư phụ? Đó là hiện tượng con biết Phật pháp nhiệm màu, ngồi thiền sẽ thay đổi từ cực ác trở thành cực thiện, đó là vậy. Còn không tin đó, một người, một cái thằng mà ăn cướp đưa vô nhà băng, mà nếu mà con đủ ba can đảm, con vô con không sợ nó giết con. Con nói mày calm down, mày xuống đây, tao với mày hai đứa ngồi hai bên. Nếu mà nó nghe lời ha, rồi cái con để tay kia nó bắt ấn tam muội, mày để thẳng lưng mày, mày hít vô một hơi thở, mày nhả ra hơi thở, con làm được vậy là bảo đảm nó sẽ đưa tay nó cầm thôi. Tao xin lỗi, tại nãy tao ngu, tao mới dí súng vô, tao cướp nhà băng, hôm nay tao ngộ rồi, tao không cướp. Nó sẽ thay liền. Thì ngồi thiền nó có cái màu nhiệm đó, nó sẽ làm cho mình thay đổi được cái vận mệnh của mình từ cực ác thành cực thiện. Nhưng ngược lại, những con người từ có cái chân mệnh rất là tốt, gọi là thiện, nhưng mà đến một lúc đổi thành cực ác, xuống địa ngục ngay. Có nữa. Thì lúc đó nó không có theo cái chứng, cái phong thủy, cái chân mệnh của mình. Nhất mệnh nhì số, ba phong thủy, tư học vấn, thứ năm học vấn, tức là trong năm thứ mà sư phụ hay nói đó, nó sẽ không còn đi theo cái đó nữa. Nếu một người cực thiện và cực ác, nếu mà thay đổi cái tánh lẹ đó, ok, xong chưa? Rồi, tạm biệt. Bye bye. Phải về, ngồi từ sáng tới chiều rồi. Ok, bye bye, phải đi về nha, phải chở sư mẫu đi ăn tối. Rồi, bye bye.